Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2981, thực lực tăng vọt 2. Cái này, khóe miệng Trương Huyền co giật. Từ trước đến nay, hắn cảm thấy mình xem như giàu có, nhưng so sánh với đối phương, nghèo ngay cả ăn mày cũng không bằng. Hơn 2.000 viên linh thạch tuyệt phẩm, 10 bình đan dược cấp 9, 2 hồ lô địa mạch tủy dịch. Bất kể cái nào, cũng đều vượt xa thân gia của hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Khó trách người người đều muốn sinh ở đại gia tộc, tài nguyên tu luyện cùng tán tu có khác biệt một trời một vực. Nếu ở Thiên Huyền Vương quốc có những vật này, khả năng không dùng đến nửa năm, mình có thể xung kích cổ thánh. Ta chỉ có chút tiền riêng ấy, nếu như không đủ, có thể hỏi mẹ của ngươi, đồ tốt của nàng càng nhiều. Thấy nhi tử đứng tại chỗ, còn tưởng rằng ngại ít, Hưng Kiếm Thánh xấu hổ. Đủ rồi. Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Náo loạn hồi lâu, đây vẫn chỉ là tiền riêng. Nếu như nhận thân, có thể để cho về sau tu luyện, tài nguyên không cần sầu muộn mà nói, ngược lại là lựa chọn tốt. Đủ là được, chỗ ở của ngươi vẫn luôn lưu giữ, ta không có để cho những người khác đi vào. Chính ở đằng kia. Trương Huyền thu đồ vật lại, Hưng Kiếm Thánh dẫn đường. Lúc nhi tử còn chưa ra đời, liền chuyên môn mở cho hắn một tiểu viện, về sau xuất hiện biến cố nên để không, nhưng không có cho người vào ở. Hiện tại Trương Huyền quay về, tự nhiên lần nữa tiến vào tiểu viện thuộc về mình. Một trước một sau, thời gian không dài đi tới một tiểu viện rộng rãi. Vừa tiến vào trong, liền cảm thấy linh khí bức người, để cho người ta tinh thần phấn khởi. Vậy ta nghỉ ngơi trước. Trương Huyền nhìn một vòng, hết sức hài lòng, ôm quyền nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biết hắn một ngày này trải qua nhất định rất mệt nhọc, Hưng Kiếm Thánh không nói thêm lời, nhấc chân đi ra ngoài. Thấy đối phương rời đi, Trương Huyền mới tìm vị trí linh khí nồng nặc nhất trong sân, lấy ra linh thạch tuyệt phẩm, khôi phục lực lượng tiêu hao trong cơ thể. Điều tức tiếp cận 2 canh giờ, lúc này mới cảm thấy tinh khí thần triệt để khôi phục, cả người lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Là thời điểm đột phá. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sáng lên. Công pháp bí tịch thánh vực cửu trọng, danh sư đường còn không có đưa tới, nhưng bát trọng đã gom góp hơn ngàn bản, hơn nữa hình thành thiên đạo công pháp. Ngón tay tới đụng một cái, nội dung trong thư tịch lập tức chảy vào thức hải, trở thành kiến thức của mình. Thánh vực bát trọng động hư cảnh, lĩnh vực mở ra động hư không gian, lý giải không gian càng thâm ảo hơn. Khống chế chân khí trong cơ thể. Dựa theo phương thức của thiên đạo công pháp chậm chạp chảy xuôi, tu vi cùng lực lượng ở trong chân khí vận chuyển chậm chạp tiến bộ. Chưa tới một canh giờ, liền đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến vũ không cảnh. Biết chỉ cần xung kích, tất nhiên sẽ dẫn tới vũ không kiếp, hiện tại lại ở nội viện Trương gia, cố nén suy nghĩ, tinh thần lực chuyển rời đến vu hồn tu luyện bí pháp. Trước đó thông qua ký ức của ngoan nhân, nhận được công pháp vu hồn thánh vực cửu trọng. Chỉ bất quá không có thư tịch thích hợp dung hợp, một mực không tu luyện, giờ phút này lộ sung đến, mang đến không ít kiến thức liên quan tới loại này, sau khi dung hợp, đã nắm giữ thiên đạo pháp quyết đạt tới cửu trọng. Giờ phút này linh thạch đầy đủ, vừa vặn có thể tiếp tục tu luyện, một lần xung kích vu hồn thánh vực cửu trọng. Chương 2982, Đại Thánh Cảnh 1. Vu hồn rời thân thể, Hưng Kiếm Thánh cấp cho linh thạch tuyệt phẩm cùng bảo vật ẩn chứa linh khí hội tụ vào một chỗ. Tinh thần Trương Huyền tập trung, trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển pháp quyết. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng thêm. Tâm cảnh khắc độ đạt tới danh sư cửu tinh đỉnh phong, tu luyện càng thêm chuyên tâm, phu hồn tấn cấp tốc độ càng nhanh, trước đó cần một canh giờ mới có thể tấn thăng một tiểu cấp bậc, hiện tại chỉ cần hơn nửa canh giờ liền có thể làm được. Không biết qua bao lâu, hai mắt bỗng nhiên mở ra, không gian trước mắt giống như bị xé nứt, xuất hiện nổ vang. Phu hồn nhẹ nhàng xé ra, trong phạm vi 10 thước xuất hiện từng vết rách đen kịt, không gian cũng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ. Đáng tiếc, phu hồn xuyên toa không có đạt tới hoàn mỹ, không dễ tu luyện. Trong mắt Trương Huyền tràn đầy tiếc hận. Lộ Sung từ tổ địa lấy được truyền thừa cho mình, loại bí thuật phu hồn xuyên toa này, tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ tiếc thiếu hụt quá nhiều, hơn nữa thực lực bây giờ hơi khiếm khuyết, không cách nào tu luyện. Nếu không giống như Đồ Nhi, hồn phách có thể qua lại không gian, sức chiến đấu nhất định tiến thêm một bước. Đương nhiên, chỉ khi vu hồn bị bức ép rơi vào đường cùng mới sẽ sử dụng, danh sư đại lục đối với loại nghề nghiệp này, còn tồn tại kính sợ cực lớn. Nói thật, ban ngày nếu không phải Dương sư xuất hiện, xưng hô sư huynh,
Đừng nói để danh sư Đường bồi thường, độc điện, vu hồn sư cũng rất khó thiện. Hô! Hồn thể đi vào thân thể, Trương Huyền đứng dậy, nhẹ nhàng khẽ động, liền cảm thấy lực lượng toàn thân cuồn cuộn không ngừng, so với trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tê lạp! Không gian xé rách ra một khối lớn, đồ vật rơi vào trong đó toàn bộ biến mất. Tuy so với dung hợp lực lượng Đường chủ lệnh kém không biết bao nhiêu, nhưng thánh vực cửu trọng bình thường, không còn là đối thủ nữa. Thậm chí vị đại trưởng lão của băng nguyên cung u nhược tâm kia, cũng có thể bằng vào thực lực đánh một trận. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Lần tu luyện này, chân khí, phu hồn đều có tiến bộ cực lớn, cả hai điệp ra, nửa bước đại thánh cũng chưa chắc có thể chống lại, cẩn thận tính toán ra, đã đứng ở hàng ngũ đỉnh phong của thế giới này. Cũng nên để địa ngục thanh long thú cùng hỏa diễm kỳ lân thú tăng lên chút lực lượng. Hai thánh thú kia vì bảo vệ hắn, bỏ ra rất nhiều, nhất là người sau, lần này bị Trương Vô Ngân bắt lại, chịu tổn thương không nhỏ, nếu không phải thân phận mình chuyển đổi, biến thành Trương gia tiểu thiên tài, làm không cẩn thận có thể sẽ bị đánh chết. Đại trưởng lão bị giam giữ, thánh thú tự nhiên cũng lần nữa trở lại nơi này. Thả chúng ra, mỗi con đều ban cho mấy viên đan dược cấp 9. Sau khi dùng đan dược, thương thế của kỳ lân thú triệt để khôi phục, mặc dù lực lượng không đột phá, nhưng trở nên càng thêm cường đại, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thánh vực cửu trọng ràng buộc, xung kích cảnh giới cao hơn. Còn thanh long thú, có đan dược cấp 9 và Trương Huyền trợ giúp, không đến một đêm, cũng từ thánh vực cửu trọng sơ kỳ, trực tiếp trùng kích tới đỉnh phong, so với kỳ lân thú cũng không kém quá nhiều. Làm xong những thứ này, trời đã sáng choang, mới vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, liền thấy Hưng Kiếm Thánh đã tới. Bắt đầu tế tổ, chúng ta đi qua đi. Hưng Kiếm Thánh nói một tiếng, lúc này mới phát hiện thực lực của nhi tử cùng hôm qua dường như lại có biến hóa, con mắt nhìn không được sáng lên. Tu vi của ngươi, hôm qua thoạt nhìn chỉ là động hư cảnh sơ kỳ, không thấy một đêm, đã đạt đến đỉnh phong, lực lượng trên người mạnh mẽ vô song. Cường giả thánh vực cửu trọng cũng chưa chắc có thể thắng được. May mắn có chút đột phá. Trương Huyền cười cười. May mắn. Khóe miệng của Hưng Kiếm Thánh giật một cái. Chương 2983, Đại Thánh Cảnh 2. Hôm qua cùng đối phương đối chiến, lực lượng còn cường đại hơn hắn, vốn cho rằng là thực lực chân thật, nhưng trải qua tiếp xúc, biết là mượn bí pháp nào đó, vốn lo lắng sử dụng bí pháp sẽ làm tu vi tiêu giảm, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Không chỉ không có tiêu giảm, còn giống như có tiến bộ càng lớn. Thật không biết đến cùng tu luyện như thế nào. Ngươi đánh ta một quyền, ta xem ngươi không mượn bí pháp, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng Hưng Kiếm Thánh cảm xúc, lần nữa nhìn lại. Tốt, biết thực lực của cha, dưới tình huống không sử dụng Đường chủ lệnh là vượt xa bản thân, Trương Huyền cũng không có gì xoắn xuýt, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm, không khí trước mắt nổ tung. Sóng khí cuồn cuộn, bỗng nhiên lan tràn về phía trước, lông mày Hưng Kiếm Thánh dương lên, nắm lực lượng ở trong lòng bàn tay. Hô! Khí lực tiêu tán, kìm lòng không được lui về sau một bước, con mắt rung động. Loại lực lượng này, so với cường giả như Kiến Thần Bất Hoại cũng không kém quá nhiều. Hưng Kiếm Thánh nhịn không được cảm xúc. Kiến Thần Bất Hoại! Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Tu vi đã tới cấp bậc như ngươi. Hẳn cũng biết thánh vực cửu trọng cũng không phải điểm cuối cùng, trên còn có đại thánh. Hưng Kiếm Thánh giải thích. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn nghe Dương Sư nói qua một lần, chỉ bất quá không kỹ càng. Võ giả cửu trọng, hóa phàm cửu trọng, thánh vực cũng cửu trọng, nhưng đại thánh chỉ có tứ trọng. Hưng Kiếm Thánh nói. Đệ nhất trọng chính là Kiến Thần Bất Hoại. Đột phá thánh vực, tu luyện giả trở nên càng thêm cường đại, nhưng bất kể nguyên thần hay thân thể. Đều đạt đến cực hạn, rất dễ dàng xuất hiện chia lìa, Kiến Thần Bất Hoại, trên thực tế chính là gặp thần biết chân ngã, phải chia lìa nguyên thần cùng thân thể, tiến hành sửa chữa, biến thành vô bệnh vô tai, càng thêm phù hợp tự nhiên, hòa vào tự nhiên. Tu vi đạt tới loại cảnh giới này, tuổi thọ tăng thêm 500 tuổi, có thể đạt tới 1.500. Cường giả thánh vực bình thường, chỉ có 1.000 năm tuổi thọ, coi như một chút cường giả lợi hại có thể may mắn sống lâu hơn chút, nhưng sẽ không vượt qua quá nhiều. Chẳng qua đạt tới đại thánh, Kiến Thần Bất Hoại có thể làm dịu giả yếu trong cơ thể, tuổi thọ đã đột phá đến 1.500. Chớ xem thường 500 năm, biến động bất ngờ, cũng không biết sinh ra bao nhiêu cường giả. Cảnh giới Kiến Thần Bất Hoại, liên lụy đến pháp quyết tu luyện càng sâu, khác biệt thánh vực bình thường.
Thánh vực bình thường mỗi cấp bậc chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, mà đại thánh bốn đại cấp bậc, mỗi một cái đều ẩn chứa 6 tiểu cấp. Theo thứ tự là, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn cùng đại viên mãn. 6 cái này, một cái so với một cái càng khó, có ít người tấn thăng một cấp, cũng cần bỏ ra trăm năm thời gian. Đối với linh khí cũng vô cùng nhiều, chính vì vậy đột phá thánh vực cửu trọng, sẽ càng ngày càng khó tiến bộ. Vừa rồi một quyền của ngươi, không kém kiến thần bất hoại sơ kỳ, tuy không tính cực cao, nhưng thế hệ trẻ tuổi đã đủ để vẫy vùng thiên hạ, không người có thể địch. Trương Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Kiến thần bất hoại là cảnh giới thứ nhất của đại thánh, vậy cái thứ hai là gì? Cảnh giới thứ hai là kim thân cảnh. Hưng Kiếm Thánh nói, kiến thần bất hoại, thần minh mà tự biết, kim thân vô cấu, thần tính mà trường tồn, đạt tới loại cảnh giới này. Địa hỏa, hàn thủy, đã không cách nào tổn thương, thương thế bình thường cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục, không cần đan dược. Học sinh viên đào của ngươi, kích hoạt toàn bộ long tê huyết mạch, thì có thể đạt tới loại cảnh giới này. Chương 2984, đi đón dâu 1. Đương nhiên, kim thân của kim thân cảnh chỉ là danh từ, không riêng gì thân thể, nguyên thần cũng mạnh mẽ, như kim cương bất hoại, cực kỳ cứng rắn, thủy hỏa bất xâm. Loại cảnh giới này không chỉ lực lượng đạt tới tình trạng để cho người ta hoảng sợ, công kích linh hồn cũng có năng lực chống cự rất mạnh. Ma âm sư, thậm chí sư ngôn thiên thụ đã không thể để cho hắn cúi đầu nghe lệnh. Trực tiếp đi vào truyền tống trận, không dùng phòng hộ, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, không gian nghiền nát cũng có thể sống sót. Hưng Kiếm Thánh tiếp tục nói. Cảnh giới thứ ba của Đại Thánh là tâm huyết lai triều. Cũng chính là đối với nguy hiểm, hoặc những thứ không biết, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng. Điểm ấy có chút tương tự thiên cơ sư, nhưng đối với cường giả mà nói, càng thêm thực dụng. Bởi vì không cần mai rùa, cũng không cần tiền, bỗng dưng liền có thể cảm giác được họa phúc, bắt lại tuyến đường thích hợp nhất của mình. Ta và mẫu thân ngươi chính là loại cảnh giới này, năm ngoái hồn đăng của ngươi tắt, nhưng ta và mẫu thân ngươi đều cảm ứng được ngươi không tử vong, lúc này mới kiên trì tìm kiếm. Hồn đăng tắt, khóe miệng Trương Huyền giật một cái, nhịn không được hỏi. Trương gia còn có hồn đăng của ta, tắt lúc nào? Hồn đăng này, hắn ở trong thư tịch của Thánh Tử Điện thấy qua giới thiệu, là rút ra một chút hồn phách của tu luyện giả, dùng phương pháp đặc thù cô đọng thành. Nhen nhóm ở chỗ đặc thù, có người đặc biệt chăm sóc, trải qua nhiều năm không ngừng duy trì, một khi tắt, liền chứng tỏ chủ nhân của hồn phách chết, thứ này ở các đại gia tộc, thế lực lớn đều sẽ có, dùng để biết người rời khỏi gia tộc sống hay chết, tùy thời nắm giữ động thái. Mình có hồn đăng. Còn dập tắt, chuyện gì xảy ra? Ta và mẫu thân ngươi chỉ sợ ngươi xảy ra vấn đề, ở thời điểm ngươi vừa ra đời liền lưu lại, còn thời gian tắt. Là cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm ngoái. Suy nghĩ một chút, Hưng Kiếm Thánh nói. Mí mắt của Trương Huyền đột nhiên hơi nhúc nhích. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm ngoái, vừa vặn xuyên qua, khi đó học kỳ mới của Thiên Huyền Vương Quốc mở ra, hắn thân là giáo viên khảo hạch xếp cuối cùng, không điểm, đang không biết làm sao. Tiền thân bị ta phụ thể, hồn phi phách tán. Trong nháy mắt Trương Huyền hiểu được. Gia hỏa bị bản thân phụ thể, triệt để tử vong, hồn đăng tự nhiên dập tắt. Cảnh giới thứ tư là cái gì? Trương Huyền sợ đối phương nhìn ra thứ gì, không tiếp tục vướng víu ở vấn đề này, hỏi lần nữa. Cảnh giới thứ tư, cũng là đại thánh đỉnh phong nhất, thực lực của Dương Sư tới cấp độ này, là bất hủ cảnh. Cái bất hủ này, cũng không phải thân thể, mà là nguyên thần, bất hủ. Bất kỳ ngoại lực gì cũng không thể ảnh hưởng suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chỉ có thể giết người, thậm chí còn có thể xé rách không gian. Tu vi đạt tới loại cảnh giới này, mới coi như chân chính vô địch dưới cổ thánh. Hưng Kiếm Thánh cảm xúc. Ta và mẫu thân ngươi, một mực tìm kiếm loại cảnh giới này, đáng tiếc. Từ đầu đến cuối không có thành công. Kiến thần bất hoại, kim thân, tâm huyết lai triều, bất hủ. Trương Huyền ghi nhớ bốn cảnh giới ở trong lòng. Ba cảnh giới khác không rõ lắm, nhưng bất hủ cảnh từng cảm thụ qua, nhất cử nhất động, đều có khí lực xé rách thiên địa, như trên thế giới không có địa phương cùng đồ vật có thể làm khó. Cảnh giới này cũng cường đại như vậy, thật không biết cổ thánh nên mạnh cỡ nào. Xong rồi, nhanh đi thôi. Giải thích xong bốn cảnh giới của đại thánh, Hưng Kiếm Thánh nở nụ cười, không nói thêm lời, đi đầu dẫn đường. Nghi thức tế tổ của Trương gia cũng không phức tạp, trưởng lão trong tộc, cùng các túc lão bế quan. Tất cả đều đến, đi vào tổ sư đường tiến hành tế bái, có người chuyên môn tế tự,
tuyên đọc thân phận và cuộc đời của Trương Huyền, nhận tổ quy tông. Trương Huyền tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, quá trình tế tự cực kỳ thuận lợi. Tới buổi trưa thì toàn bộ kết thúc, tên Trương Huyền cũng xuất hiện ở trên gia phả Trương gia. Sau đó chính là nghi thức kế vị tộc trưởng. Đủ loại lễ tiết, nghi thức, dườm già phức tạp làm người buồn ngủ. Bất quá hắn biết, đây là lúc trước Khổng Sư xác định ra chữ lễ, người vô lễ không lập, đặc biệt là loại đại gia tộc này càng thêm chú trọng, nếu như không có thứ này, tộc trưởng sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận. Một mực đến trời tối, lúc này mới chơi đùa xong. Chương 2985, đi đón dâu 2. Trương Huyền cũng thành công kế nhiệm vị trí Trương gia tộc trưởng, thành người nắm quyền lợi cao nhất của Trương gia. Xong rồi, nghi thức kết thúc, ngày mai liền đi Lạc gia đón dâu. Nhìn nhi tử chẳng những còn sống, còn thành tộc trưởng, thực lực mạnh mẽ, Hưng Kiếm Thánh thỏa mãn không nói ra được. Vâng, không nghĩ tới mới nhận cha mẹ tính nôn nóng như vậy, Trương Huyền mỉm cười. Thật ra thì hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Mong Dương Sư có thể đi qua làm chứng. Đi tới trước mặt Dương Sư, Hưng Kiếm Thánh ôm quyền cười nói. Sư huynh đón dâu, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Dương Sư vuốt dâu. Vị thiên nhận danh sư thứ hai của nhân tộc, cưới Lạc gia tiểu công chúa, tự nhiên phải đích thân tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lần này Trương Huyền không có tiếp tục tu luyện, mà ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Trời sáng, vừa tới đại điện nghị sự của Trương gia, liền thấy mọi người đã đến đủ loại vật tư, bảo vật. Tràn đầy 40 con thánh thú, cho người ta một loại cảm giác xa hoa đại khí. Cái này, quá long trọng đi. Trương Huyền có chút kinh ngạc. Trương gia gia chủ chúng ta kết hôn, đương nhiên phải long trọng một chút, nếu không Trương gia lại có mặt mũi gì gọi đệ nhất gia tộc. Hưng Kiếm Thánh mỉm cười, Mộng Kiếm Thánh cũng vui cười như hoa, hiếm thấy không lên tiếng. Lạc gia cách nơi này bao xa? Nhìn 40 thánh thú to lớn cõng đủ loại bảo vật, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Danh sư đại lục bao la vô biên, thánh thú phi hành cực kỳ phiền phức, bình thường cần không biết bao lâu, nếu như quá xa, chỉ cần đối phương nói ra vị trí kỹ càng, hoàn toàn có thể sắp đặt truyền tống trận đi qua. Thế nào, mấy ngày cũng chờ không kịp, gấp gáp gặp lại bạn gái nhỏ của mình như vậy. Mộng Kiếm Thánh nhìn qua. Này ngược lại không phải. Trương Huyền hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Không vội thì tốt, Trương gia, Lạc gia cách nhau không xa, đám thánh thú này. Đều là chúng ta sớm chuẩn bị tốt, toàn bộ đạt đến thánh vực cửu trọng, toàn lực phi hành, 3 ngày liền có thể đến, không cần lo lắng. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Mộng Kiếm Thánh cười nói. Truyền tống trận, tuy tốc độ càng nhanh, nhưng nhiều vật tư cùng thánh thú như vậy đồng thời truyền tống qua, sẽ là cái giá trên trời. Mặt khác không ít đồ vật không chịu nổi không gian phong bạo. Đi đón dâu, cầu hôn, lễ nghi phải chu đáo, một khi xảy ra vấn đề. Trương gia tộc trưởng như ngươi cũng sẽ hao tổn mặt mũi. Này cũng phải. Trương Huyền gật đầu. Thực lực của thánh thú, coi như có thể tiếp nhận không gian phong bạo của truyền tống trận, nhưng đồ vật trên lưng bọn chúng, có không ít là làm không được, lộ trình không xa, 3 ngày mà thôi, quả thực không cần thiết sử dụng truyền tống trận. Xong rồi, lên đường đi. Người đến đông đủ, lại không có gì cần chuẩn bị, Hưng Kiếm Thánh hét lớn một tiếng, rất nhiều thánh thú bay lên. Trương Huyền cùng mọi người đi vào trong một con thánh thú trước nhất, đội ngũ đón dâu Trương gia lập tức bay về phía Lạc gia. Chương 2986, bí mật Trương Lạc thông gia 1. Trên không cương phong gào thét, mang theo một tia băng hàn. Giờ phút này đã bắt đầu mùa đông, tuy nơi này không giống băng nguyên cung băng tuyết đầy trời, nhưng trên không ít núi cao đã tràn đầy tuyết đọng, cùng mây trắng trên không chiếu rọi, cũng xem như một phen phong cảnh. Đứng ở trong phòng trên lưng thú, Trương Huyền cau mày, qua rất lâu, cuối cùng nhịn không được nữa, nhìn về phía Hưng Mộng Kiếm Thánh cách đó không xa. Trương gia cùng Lạc gia thông gia, đến cùng bởi vì cái gì? Hiện tại ta đã là tộc trưởng, có nên nói rõ chi tiết một chút hay không? Vừa mới bắt đầu, tưởng rằng cha mẹ lo lắng hôn sự của mình nên định trước, phi hành một đoạn thời gian, càng nghĩ càng thấy không đúng. 40 thánh thú phi hành mang quà tặng, đan dược, pháp bảo, bí tịch, gia thú, nội đan. Đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có, coi như Trương gia giàu chảy mỡ, cũng không có khả năng trong vòng một đêm lấy ra. Khả năng duy nhất là, đối phương đã sớm chuẩn bị. Ngay cả vị tiểu thiên tài như mình có thể tìm tới hay không cũng không xác định, liền trước thời hạn chuẩn bị lễ đón dâu. Từ trong miệng Lạc Huyền Thanh, biết hai nhà Trương, Lạc thông gia là bắt buộc phải làm,
lại thêm trước đó Trương gia tộc hội tuyển chọn. Lại không phát hiện được không đúng, thật sự có chút ngu rồi. Huống chi, coi như làm cha mẹ lo lắng nhi tử cưới vợ, cũng không thể vội vàng như thế. Hai tử mất tích nhiều năm, thật vất vả lần nữa nhìn thấy, còn không hảo hảo thân mật một đoạn thời gian, liền thúc giục kết hôn. Thấy thế nào cũng cảm thấy không đúng. Cái này, nghe hắn hỏi, biết đoán được cái gì, Hưng Kiếm Thánh chần chừ. Ta đã nói đừng giấu nhi tử, ngươi lại không nghe, Huyền Nhi thông minh như vậy, làm sao nhìn không ra. Mộng Kiếm Thánh hừ một tiếng, nhìn lại. Làm như vậy, còn không phải vì nhân tộc gì sao? Vì nhân tộc, chuyện gì xảy ra? Trương Huyền càng ngày càng hồ đồ rồi. Kết hôn với Lạc Nhược Hy mà thôi, còn liên lụy đến nhân tộc ư? Ta nói đi. Dương Sư một mực không lên tiếng than thở, mở miệng nói. Thấy hắn muốn nói, Hưng Mộng Kiếm Thánh đều ngừng lại. Thiên phú huyết mạch của Trương gia, là thời gian, thiên phú huyết mạch Lạc gia là không gian, chuyện này sư huynh hẳn hết sức quen thuộc. Trương Huyền gật đầu. Vừa mới bắt đầu cực kỳ khiếp sợ, hiện tại đã sớm biết, cũng không có gì kỳ quái. Thời gian, không gian liên hợp cùng một chỗ, chính là lực lượng thời không, mà cỗ lực lượng này, là mấu chốt mở ra phong ấn khổng miếu. Dương Sư nói tiếp. Phong ấn khổng miếu. Trong truyền thuyết, khổng sư phong ấn Xuân Thu Đại Điển ở trong khổng miếu, muốn mở không chỉ phải có truyền thế thiên phù, càng quan trọng hơn là nắm giữ loại lực lượng thời không này. Mà loại lực lượng này, chỉ có cổ thánh đỉnh phong nhất mới có. Dương Sư chậm rãi nói. Đáng tiếc, gần vạn năm qua đã không người có thể đột phá cổ thánh lưu giữ tuổi thọ cũng đến phần cuối, thời gian ngắn chiến đấu còn có thể. Để hắn đi thăm dò thời gian lưu tốc cùng không gian lưu tốc cũng khổng miếu không biết ở đâu, chỉ sợ còn chưa tìm ra đại điển, người cũng đã chết. Mấu chốt nhất là, cường giả cổ thánh là không cho phép tiến vào. Cái này, Trương Huyền không hiểu. Không cho phép cổ thánh đi vào, vì sao lưu lại lực lượng thời không chỉ có loại cường giả này mới có thể nắm giữ. Chương 2987, Bí mật Trương Lạc Thông gia 2. Khổng sư đến cùng muốn làm gì? Thật vất vả làm ra bảo vật như Xuân Thu Đại Điển, không cho nhân ta thì thôi, muốn đi vào, còn có đủ loại thiết chí, đến cùng là muốn cho người phát hiện, hay không muốn để cho người phát hiện. Là muốn cho người biết, hay không muốn cho người biết. Đối với ý nghĩ của khổng sư, hậu nhân không cách nào phỏng đoán, Dương Sư nhịn không được lắc đầu, nói tiếp. Đến cùng vì sao, ta cũng không hiểu. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù có đầy đủ truyền thế thiên phù, không có loại lực lượng thời không này, cũng không cách nào đi vào, nhưng huyết mạch Trương gia, Lạc gia dung hợp, lại hoàn toàn có thể làm được. Huyết mạch dung hợp. Hai loại huyết mạch của Trương gia, Lạc gia, hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại với nhau, có thể sinh ra lực lượng thời không, so với cổ thánh đỉnh phong chân chính cũng không kém chút nào. Dương Sư gật đầu. Nguyên nhân chính là như vậy, hai nhà Trương, Lạc từ thời điểm các ngươi vừa ra đời liền chuẩn bị thông gia. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng hiện tại huyết mạch của ta đã biến mất không thấy gì nữa, coi như thông gia, cũng vô dụng a hát. Không nghĩ tới mục đích thông gia ở đây, Trương Huyền nhịn không được nói. Dưới tình huống bình thường, liên lụy đến Xuân Thu Đại Điển, liên lụy đến Khổng Miếu, liên quan đến nhân tộc Hưng Suy, quả thực không ai dám ngăn cản, danh sư đường cũng không được. Nhưng hiện tại huyết mạch Trương gia của hắn mất hết, nắm giữ thời gian cũng không cao lắm minh, thông gia cũng không có hiệu quả gì a hát. Mặc dù huyết mạch Trương gia của ngươi biến mất, nhưng dù sao trên người ẩn chứa qua, chỉ cần ban tặng huyết dịch, hẳn là có thể nhẹ nhõm sử dụng, không có ảnh hưởng quá lớn. Lại nói, ngươi cùng Lạc gia tiểu công chúa tình đầu ý hợp, hai bên không có lạnh nhạt, dung hợp lại càng thêm thích hợp, càng dễ thi triển ra lực lượng thời không. Dương Sư cười cười. Cho nên ngươi là thí sinh tốt nhất, không có lựa chọn thứ hai. Thật ra thì hắn còn có một câu không nói. Cái kia chính là ngươi là thiên nhận danh sư, ai dám ngăn cản ngươi. Khổng sư cũng là thiên nhận danh sư, người khác không chiếm được Xuân Thu Đại Điển, có lẽ vị trước mắt này có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Bởi vậy bất kể như thế nào, dù Trương gia đã có huyết mạch càng tinh thuần, nhưng trên thông gia cũng phải nhất định do hắn tiến hành. Ban tặng huyết mạch, nhẹ nhõm sử dụng. Trương Huyền vẫn không hiểu. Cùng Lạc Nhược Hy tình đầu ý hợp, lại càng dễ phù hợp, hắn không phủ nhận. Nhưng ban tặng huyết dịch, có thể sử dụng, là có ý tứ gì? Tình huống của ngươi bây giờ, tuy bị tước đoạt huyết mạch, nhưng kỳ thật cũng coi như trong họa được phúc. Thứ nhất,
không bị huyết mạch hạn chế, thực lực có cơ hội vượt qua người sinh ra huyết mạch. Dương Sư giải thích, kế thừa huyết mạch, giống như kế thừa y bát của tiền nhân, ở trên thiên tư, nắm giữ ưu thế những người khác không gì sánh được, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn. Cái kia chính là bị huyết mạch ràng buộc, so với thường nhân, càng khó vượt qua tiên tổ. Hơn nữa huyết mạch càng tinh thuần, ràng buộc lại càng lớn. Cái này, Trương Huyền giật mình. Cái này cũng chính là không phá thì không xây được, mặc dù huyết mạch có thể khiến người ta nhanh chóng tăng lên, nhưng cũng là gông xiềng, muốn đột phá. Khó, có thể nói gần như không có khả năng. Chẳng lẽ, lúc ấy Khổng Sư dùng tiên thiên thai độc tước đoạt huyết mạch, không phải bởi vì không cách nào sinh ra cổ thánh, mà là muốn vượt qua tiên tổ. Trong lòng hơi động, một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Trước đó không nghĩ ra vì sao Khổng Sư cũng muốn tước đoạt huyết mạch, thế cho nên trên người nắm giữ thai độc, nếu như là nguyên nhân này, thì thật có khả năng. Dù sao thành tựu sau cùng của Khổng Sư không ai bằng, khẳng định vượt qua vị tiền bối ban tặng huyết mạch kia. Năm đó, ta bằng lòng đồng ý tước đoạt huyết mạch, cũng bởi vì bọn họ bảo đảm, người sẽ không xảy ra chuyện, còn có cơ hội xung kích cao hơn. Mộng Kiếm Thánh ở một bên hốc mắt ửng hồng, nói xen vào. Chương 2988, Chư Tử Bách Gia 1. Nàng là mẫu thân, sẽ mặc kệ đại nghĩa hay không đại nghĩa, nhân tộc hay không nhân tộc, dám tổn thương con nàng, nàng liền liều mạng. Cuối cùng có thể đồng ý, chính là bởi vì thuyết pháp này. Thân là mẫu thân, đương nhiên hy vọng hài tử sau này có thể thành tựu càng lớn, vinh quang cửa nhà, có Dương Sư tự mình ra tay, lại thêm chồng thuyết phục, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Nếu không, lấy thực lực của nàng, cho dù thực lực của Hồ Nhất Phi mạnh mẽ, cũng không có khả năng ở trong người lặng yên không tiếng động hạ độc thành công. Thứ hai thì sao? Biết lúc đó mẫu thân lựa chọn có bao nhiêu khó khăn, trong lòng Trương Huyền than thở, tiếp tục nhìn qua. Thứ hai, bởi vì từng có huyết mạch tinh thuần nhất, về sau chỉ cần có đầy đủ tinh huyết, liền có thể mượn dùng loại lực lượng đặc thù của gia tộc này, mà không bị vấn đề kích hoạt huyết mạch, chịu một tháng mỏi mệt. Dương Sư tiếp tục nói. Huyết mạch gia tộc, một khi kích hoạt, thực lực tăng không giả, nhưng cũng có tầm một tháng mỏi mệt, vô luận tu vi hay nguyên khí đều sẽ tổn thương rất lớn. Nhưng người bị tước đoạt huyết mạch, lần nữa mượn dùng huyết mạch sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ cần tinh huyết đầy đủ, có thể tùy tiện để thăng thực lực. Cái này, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, nếu thật sự như vậy, thì chỗ tốt thật sự quá lớn. Cũng không cần cao hứng, trước đó huyết mạch của ngươi quá mạnh, cả gia tộc có thể so sánh hầu như không có, tiêu hao lực lượng toàn tộc mới gom góp 3 giọt. Coi như không có suy yếu kỳ, cũng phải tiết kiệm sử dụng. Cổ tay khẽ đảo. Lòng bàn tay của Hưng Kiếm Thánh có một bình ngọc bay tới. Trương Huyền nắm bình ngọc trong lòng bàn tay, lập tức cảm thấy trong đó lực lượng huyết mạch nồng đậm, biết vì 3 giọt máu tươi này, chỉ sợ gia tộc hao tốn không ít lực lượng, nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, trong lòng lần nữa khẽ động. Đường chủ lệnh là 3 giọt huyết dịch của Khổng Sư luyện chế thành, sau khi luyện hóa, có thể nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, nhưng cũng có thời gian hạn định. Cái này có chút tương tự kích hoạt huyết mạch gia tộc. Có phải Khổng Sư cũng là một loại huyết mạch đặc thù, mà điều kiện tiên quyết có thể mượn dùng là thiên nhận danh sư? Hẳn là như vậy. Trương Huyền nghĩ đến cái này, không khỏi giật mình. Khó trách Khổng Sư rời đi đại lục vài vạn năm, cũng không người có thể chân chính luyện hóa đường chủ lệnh, nhận hạn chế thể chất, có thể phát huy 1/10 uy lực đã rất không tệ. Nghe nói muốn đi vào Khổng Miếu, còn cần truyền thế thiên phù Khổng Sư lưu lại, thứ này hết thảy 6 cái, không biết đã tập hợp đủ chưa? Nhớ tới một việc, Trương Huyền đột nhiên hỏi. Lúc trước dị linh thanh điền hoàng tiêu tốn tâm huyết lẻn vào đại lục, chính là vì tìm kiếm thứ này. Ẩn núp nhiều năm, cầu mà không được, không biết danh sư đường tìm được mấy cái. Truyền thế thiên phù, tổng bộ danh sư đường một cái, Trương gia một cái, Lạc gia một cái, còn lại 3 cái không biết tung tích, đến bây giờ không có tung tích, có người nói bị Khổng Sư phong ấn ở trong sơn mạch không biết tên, cũng có người nói bị Chư Tử gia tộc mang đi. Cụ thể làm sao, coi như tổng bộ danh sư đường cũng kiểm tra không ra. Dương Sư lắc đầu. Chư Tử gia tộc. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Nghe nói qua thánh nhân quý tộc, tam đại gia tộc, ngũ hành gia tộc, Chư Tử gia tộc là cái gì? Khổng Sư từng thu 3.000 đệ tử, người thành đạt 72 vị, 72 người này, đều đến cổ thánh. Dương Sư nói. Đều là cổ thánh. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, hô hấp dồn dập. Tất cả học sinh đều là cổ thánh, như vậy lúc đó nhân tộc mạnh bao nhiêu?
khó trách dị linh tộc sợ khổng sư như sợ cọp, thực lực cường đại như vậy, nghiền ép vạn cổ, cái trước mạnh hơn cũng khó mà xoay người. Vạn thế chi sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ được phong chư tử, cho nên gia tộc hậu thế cũng được xưng chư tử bách gia. Sau khi khổng sư rời đi, bọn họ cũng lần lượt biến mất, lúc này mới có trương gia, lạc gia các gia tộc quật khởi, nếu không chư tử bách gia còn, ngay cả tổng bộ danh sư đường cũng phải kiêng kỵ, kính sợ. Chương 2989, chư tử bách gia 2. Dương sư nói rõ chi tiết những lịch sử không muốn người biết kia một lần. Chư tử bách gia lợi hại như vậy. Trương Huyền chấn động. Tuy lần này danh sư đường ở trong tay hắn bị thiệt lớn, nhưng hắn hiểu, nội tình sâu không lường được, thật muốn huyên náo hung ác, cho dù có Trịnh Dương, Ngụy Như Yên, thậm chí Trương gia giúp một tay, cũng không phải đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, vài vạn năm đến nay, không ai dám đối nghịch danh sư đường, bởi vì nó quá đáng sợ. Ai cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu cổ thánh đang ngủ say, lại lúc nào có thể tỉnh lại. Cường đại như thế, vậy mà sợ hãi chư tử bách gia. Bọn họ đều là đệ tử thân truyền của khổng sư lưu lại truyền thừa, huyết mạch mạnh mẽ không nói, kiến thức cũng không gián đoạn, danh sư đường tự nhiên không phải đối thủ. Dương sư lắc đầu. Bất quá bọn họ đã sớm mất tích, vài vạn năm không thấy, hẳn là sẽ không xuất hiện lần nữa, không cần căng thẳng. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đã cùng khổng sư biến mất, thì không cần lo lắng, suy tư một chút tiếp tục nói. Như vậy còn lại ba truyền thế thiên phù tìm không thấy, thò làm sao đi vào khổng miếu. Thiên phù cũng không có gom góp, liền muốn chuẩn bị đi vào khổng miếu, không tiếc để cho mình thông ra, có phải quá vội vàng hay không. Dựa theo trước kia thuyết pháp, thu thập không đủ, quả thực là không cách nào đi vào, có điều trải qua danh sư đường nhiều năm nghiên cứu, phát hiện một bí mật. Năm đó thiên phù là khổng sư siêu tập 6 loại huyết dịch thể chất đặc thù cô đọng thành, tìm không thấy, vậy thì tìm 3 loại thể chất đặc thù triệt để kích hoạt, cũng có thể đưa đến hiệu quả tương đồng. Dương sư vuốt râu. Thể chất đặc thù. Học sinh người Triệu Nhã thuần âm thể, Viên Đào Long tê huyết mạch, Ngụy Như Yên tiên thiên độc thể, Thủy Gia Thủy Thiên Nhu chân thủy thể. Chỉ cần triệt để kích hoạt, cũng có thể thay thế thiên phù. Dương sư nhẹ gật đầu. Đây cũng là nguyên do vì sao U Nhược Tâm lo lắng muốn kích hoạt thể chất của Triệu Nhã. Chỉ cần thành công, Băng Nguyên Cung liền có cơ hội đi vào khổng miếu, khổng sư lưu lại đệ nhất thánh địa, bất kể bảo vật hay bí tịch, đều làm người không thể cự tuyệt. Mà bỏ lỡ cơ hội, thế lực đại lục sẽ phân chia lần nữa, thậm chí nhân tộc có thể lưu giữ hay không còn chưa biết chừng. Sĩ linh tộc, nếu để bọn hắn tìm được khổng miếu trước, tiến vào bên trong, nhân tộc nhất định hết sức nguy hiểm. Người sau tìm tới trước, có lẽ có thể giải quyết gông xiềng không cách nào tấn cấp cổ thánh, không đến mức bấp bênh giống như bây giờ. Có thể nói, đi vào khổng miếu đối với thế lực lớn đương đại mà nói, là một bước ngoặt to lớn, ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội. Xong rồi, còn có nghi vấn khác không? Dương sư giải thích xong, lần nữa nhìn qua. Tạm thời không còn. Trương Huyền lắc đầu. Hắn không hiểu chỉ có những thứ này, đối phương nói xong, đã hiểu. Khó trách Lạc Gia kiên định muốn Lạc Nhược Hy gả cho tiểu thiên tài như vậy, dính dáng khổng miếu, quả thực bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi. Vậy là tốt rồi. Thấy hắn không có nghi vấn, Dương sư không nói thêm lời, khoanh chân ngồi xuống. Trương Huyền cũng không hỏi thêm nữa, cẩn thận củng cố tu vi cùng vu hồn vừa mới tấn thăng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, buổi sáng hôm nay, ánh nắng mới vừa nhảy ra, liền thấy phía dưới có một thành phố khổng lồ xuất hiện. Đã đến Già Hư Thành của Lạc Gia. Hưng Kiếm Thánh đi tới trước cửa sổ nói. Chương 2990, Lạc Huyền Thanh tới chơi. Già Hư Thành. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, thành thị dưới thân giống như ẩn giấu ở trong hư không, bốn phía sơn mạch tầng tầng lớp lớp, mây trắng mịt mờ, tựa như mê cung. Nếu như không có con đường chuyên môn, muốn đi vào trong đó, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Đại trận thật là lợi hại. Trương Huyền nhìn không được cảm xúc. Giống như Trương gia đại trận, cũng là thủ hộ gia tộc, trong đó ẩn chứa không gian chân ý, dễ dàng mất phương hướng. Đương nhiên, đối với cường giả như chúng ta mà nói, không coi vào đâu. Hưng Kiếm Thánh cười cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái gương xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền, xuyên thấu qua gương nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy đường đi đúng đắn trong trận pháp, theo nó tiến lên, liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Loại trận pháp này, là thời khắc biến hóa, để cho người ta không mò ra quy luật, có thể liếc mắt tìm kiếm đường ra, xem ra lão cha tiện nghi này,
cực kỳ am hiểu trận pháp. Phía trước là khách Trương gia tới. Tiếp tục tiến lên một hồi, một tiếng cười lang lãng vang lên, ngay sau đó vài bóng người xuất hiện ở trên không trung. Đi đầu chính là Lạc Khinh Trần đại trưởng lão. Đúng vậy. Hưng kiếm thánh bay ra, đám người Trương Huyền theo sát phía sau. Lạc gia đã chuẩn bị xong phòng khách, cung kính chờ đợi đại giá. Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đầu bay xuống. Mọi người đuổi theo, sau lưng rất nhiều đệ tử Trương gia điều khiển thánh thú phi hành theo sát tới. Lạc gia chuẩn bị phòng khách, là một phủ đệ to lớn, rộng rãi bao la, 40 con thánh thú toàn bộ ở trong đó, cũng không tỏ ra chen chúc chút nào. Chư vị nghỉ ngơi trước một ngày, đợi ta triệu tập tất cả trưởng lão gia tộc, cùng thái thượng trưởng lão bế quan, ngày mai lại thảo luận hôn sự, hai nhà chúng ta thông gia, ở toàn bộ đại lục cũng là việc lớn, không thể cầu thả. Lạc Khinh Trần an bài ổn thỏa, cười nói. Đại trưởng lão nói rất có lý. Hưng kiếm thánh gật đầu. Vậy liền làm phiền chư vị. Lạc Khinh Trần không nói thêm nữa, an bài trưởng lão chuyên môn phụ trách sinh hoạt thường ngày của mọi người, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Đây là gia tộc của Lạc Nhược Hy. Phòng khách bố trí cực kỳ tinh diệu, đủ loại trận pháp liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một tụ linh trận to lớn, đối với tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là động thiên phúc địa. Chậm rãi đi ở trong đó, trong lòng Trương Huyền tràn đầy kích động. Một đường thấy qua không ít nữ hài. Đối với hắn có tâm tư cũng không ít, có điều hắn chỉ có tình cảm với nàng, hơn nữa kèm theo thời gian lên men, tình cảm như rượu lâu năm, càng ngày càng đậm hơn, hương thơm ngọt ngào, khiến người ta say mê trong đó, khó mà dứt bỏ. Thế nào, ngày mai cũng chờ không kịp. Thấy hắn đi loạn trong sân, Mộng Kiếm Thánh cười đi tới trước mặt. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên có thể thấy được, nhi tử của mình bị rất nhiều cao thủ danh sư đường vây khốn cũng không có bất kỳ hốt hoảng, tâm cảnh đã không an phận. Làm sao có thể, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Trương Huyền đỏ mặt, tràn đầy xấu hổ. Yên tâm đi, hai nhà Trương, Lạc thông gia, là bắt buộc phải làm, không cần lo lắng. Hơn nữa, coi như không có hôn ước, chỉ cần là nữ hài ngươi ưa thích, mẹ cũng sẽ giúp ngươi cướp nàng về. Mộng Kiếm Thánh vung tay lên, mang theo một cỗ khí phách. Biết mẫu thân của mình thật đúng là làm được loại sự tình này, Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy Lạc gia trưởng lão phụ trách chiếu cố sinh hoạt thường ngày đi tới. Trương tộc trưởng, Huyền Thanh thiếu gia muốn gặp ngươi. Mau dẫn ta đi qua. Nghe được Lạc Huyền Thanh ở đây, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Còn tưởng đối phương ở Thánh Tử Điện, không nghĩ tới đã trở về. Cũng đúng, muội muội sắp xuất giá, đại sự như thế, khẳng định phải dùng tốc độ nhanh nhất về gia tộc. Đi theo sau lưng trưởng lão, nhanh chóng tới phòng khách. Quả nhiên thấy Lạc Huyền Thanh đang ngồi ở bên trong, tay cầm chén trà, không biết nghĩ cái gì, thấy hắn đi vào, vội vàng đứng lên, chắp tay ôm quyền. Đệ tử Lạc gia Lạc Huyền Thanh, gặp qua Trương tộc trưởng, Thánh Tử Điện điện chủ. Lạc huynh khách khí. Thấy đối phương hành lễ, Trương Huyền vội vàng tiến lên. Ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt Lạc Huyền Thanh bùi ngùi mãi thôi. Trước đó cho rằng chỉ là người bình thường, bởi vì tính tình hợp nhau, mới kết giao hảo hữu. Đợi biết hắn lừa muội muội, đột nhiên giận dữ, muốn đánh chết. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, thời gian nháy mắt, đối phương không chỉ biến thành Trương gia tiểu thiên tài cùng muội muội chỉ phúc vi hôn, trở thành Thánh Tử Điện điện chủ, đồ đệ từng cái mạnh mẽ rối tinh rối mù. Tận mắt xác nhận tin tức rất nhiều lần, cũng không dám tin tưởng. Vừa mới bắt đầu, muội muội nói ra hỏa từ Hồng Viễn Đế quốc tới kia hết sức ưu tú, hắn còn khịt mũi coi thường, cảm thấy chỉ thường thôi. Giờ phút này mới hiểu được, ánh mắt của muội muội quả nhiên không tầm thường. Thực lực của ngươi là động hư cảnh đỉnh phong. Trong lòng Lạc Huyền Thanh đang cảm xúc, nhìn ra thực lực của thanh niên, đồng tử lần nữa co rụt lại. Trước mấy ngày đánh hắn, mới nhập hư cảnh đỉnh phong, lúc này mới bao lâu, đã là động hư cảnh đỉnh phong. Hắn có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt tới động hư cảnh sơ kỳ, liền rất kiêu ngạo, vị trước mắt này, đột phá giống như uống nước ăn cơm. Có cần khoa trương như vậy hay không? May mắn đột phá. Trương Huyền mỉm cười. May mắn. Lạc Huyền Thanh sắp nghẹn ra nội thương, mỗi lần hỏi một chút, tên này đều dùng câu đó. Lừa gạt cũng cho chút tôn nghiêm được không? Thay lời khác sẽ chết sao? Ta muốn thử xem thực lực của ngươi, không biết có thể chỉ giáo không? Lạc Huyền Thanh hít sâu một hơi, nhìn lại. Thời điểm mới quen đối phương, tên này mới bất quá là thánh vực ngũ trọng, không đáng giá nhắc tới. 2-3 tháng liền mạnh hơn hắn.
Tuy biết đối phương thiên phú mạnh mẽ, vẫn có chút không phục. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Vừa mới đột phá, cũng có chút ngứa tay, đối phương có thể tỉ thí, không còn gì tốt hơn. Vậy thì bắt đầu đi. Nghĩ liền làm, bàn chân của Lạc Huyền Thanh đạp mạnh, bỗng nhiên xông về phía trước, thời gian nháy mắt liền đến trước mặt Trương Huyền, năm ngón tay treo trên bầu trời, bỗng nhiên chụp lại. Dầm. Không gian ngưng kết, không khí sền sệt, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, hắn cũng có tiến nhanh rất lớn. Đến hay lắm. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên cuộn trào, bàn tay nâng lên, vừa định nghênh đón, đột nhiên ngừng lại, cứng ngắc ở trên không trung. Làm sao vậy, đừng tưởng rằng ta không phải đối thủ, liền có chỗ nương tay, để cho ta mở mang kiến thức thực lực chân chính của ngươi một chút đi. Thấy hắn mới vừa tăng lực lượng lên, liền dừng lại, cả người giống như pho tượng không nhúc nhích, lực lượng trong tay Lạc Huyền Thanh không ngừng xoay quanh, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn suy đoán ra, khả năng không phải đối thủ, nhưng nếu là tỉ thí, thua thì thua, còn khinh thường đối phương nhường. Không phải nhường. Khóe miệng Trương Huyền co giật. Mà là vừa rồi dùng sức lớn, hình như muốn đột phá. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, bầu trời lập tức âm trầm, lôi vân cuồn cuộn, tia chớp giao kích. Vũ không kiếp, đến rồi. Chương 2991, đôi câu dọa chạy một. Thời điểm ở Trương gia, Trương Huyền đã đột phá đến động hư cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ xung kích vũ không cảnh, chỉ bất quá sợ dẫn tới lôi kiếp, không thể giải quyết tốt hậu quả, nên cưỡng ép áp chế lại. Mới rồi cùng Lạc Huyền Thanh luận võ, hơi sử dụng lực lượng, chân khí trong cơ thể không khống chế được, trong nháy mắt phá tan động hư cảnh ràng buộc, để tu vi đạt đến thánh vực cửu trọng, vũ không cảnh. Như vậy cũng có thể đột phá. Nhìn thấy mây đen đầy trời, cùng lực lượng trong cơ thể thanh niên sôi trào, con mắt Lạc Huyền Thanh tối sầm lại, sắp ngất đi. Ngươi không phải vừa tới động hư cảnh đỉnh phong ư, vũ không cảnh là nhà của ngươi, vừa động thủ đã đột phá. Ngực Lạc Huyền Thanh nghẹn đau nhức, sắp thổ huyết. Mới vừa rồi bởi vì cảm thấy đối phương tấn cấp quá nhanh, tu vi khả năng chưa vững chắc, lúc này mới tiến hành khiêu chiến, ai biết còn chưa bắt đầu, người ta lại đột phá. Tới so sánh, tốc độ tu luyện của hắn chậm giống như rùa đen. Không đúng, giống như ốc sên, quả thực không có cách nào gặp người. Ầm ầm, đang buồn bực, chỉ thấy lôi đình ở trên bầu trời càng để lâu càng lớn, đã chiếm diện tích không dưới mấy vạn mẫu. Lạc Huyền Thanh nuốt ngụm nước bọt, thân thể phát run, nhịn không được nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt. Trương Huyền, người đến cùng là tới đón dâu, hay muốn diệt Lạc gia? Vũ không kiếp của đối phương quá mạnh, thật muốn rơi xuống, mặc dù rất nhiều trận pháp của Lạc gia cường hãn, chỉ sợ cũng chống lại không được. Ngươi không phải tới đón đâu ư, làm ra cái đồ chơi này, là muốn Lạc gia diệt tộc A-Hát. Cái này, ta thật không phải cố ý, nếu không, ta lại đè tu vi xuống. Trương Huyền hơi đỏ mặt. Hắn một mực áp chế, muốn tìm cơ hội tốt, ở địa phương không ai vượt qua lôi kiếp, ai nghĩ đến cùng đối phương tỉ thí, không có khống chế tốt lực lượng, đột nhiên đột phá, để hắn cũng rất bị động A-Hát. Đè xuống, lôi kiếp đã tới, còn đè xuống được ư. Mắt Lạc Huyền Thanh tối sầm lại. Đột phá thì đột phá, còn đè xuống. Ngươi xác định không phải đang đùa giỡn. Việc cấp bách hẳn là nghĩ biện pháp vượt qua lôi kiếp mạnh mẽ kia. Lôi đình mạnh mẽ như vậy, thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chống lại, chẳng lẽ ngươi không có chút lo lắng nào sao? Cũng đúng A-Hát, lôi kiếp tới, trước tiên cưỡng chế nó di rời lại nói. Chỉ là... Khuôn mặt Trương Huyền xấu hổ. Ta cũng không có biện pháp tốt. Hiện tại vu hồn đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, không cách nào hấp thu lực lượng, tu vi cũng vừa mới đột phá, không có thiên đạo pháp quyết thích hợp, thân thể trước mấy ngày vừa mới tiến bộ. Tuy linh khí đầy trời, nhưng không hấp thu được cũng vô dụng A-Hát. Không có cách nào, có ý tứ gì, ngươi không phải có biện pháp đuổi lôi đình đi ư. Da mặt Lạc Huyền Thanh co lại. Lôi đình động hư cảnh của hắn chính là vị trước mắt này đuổi đi, làm sao đến bản thân lại không được. Nói cho ngươi biết, nếu như không đuổi lôi đình đi, thật để cho nó rơi xuống, Lạc gia khẳng định cùng ngươi không chết không thôi, hôn sự của ngươi và muội muội ta cũng đừng suy nghĩ. Lạc Huyền Thanh cắn răng nói. Cái này. Trương Huyền gãi đầu, người sắp khóc. Sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này. Hiện tại thân thể, tu vi, vu hồn, đều không hấp thu được năng lượng, coi như muốn dọa đối phương đi cũng làm không được A-Hát. Đúng rồi, thử như thế xem.
Biết lôi đình sắp hạ xuống, chậm trễ không nổi nữa, cắn răng một cái, Trương Huyền bỗng nhiên bay lên, hai tay chắp sau lưng, cả người lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Sao vũ không kiếp của Huyền Nhi lớn như thế? Yên tâm đi, hắn có thể đuổi lôi kiếp đi, trước đó đã có nhiều lần. Vừa vặn nhìn một chút, đến cùng dùng thủ đoạn gì làm được? Ta cũng nghe nói, hình như vọt thẳng vào lôi đình, sau đó thời gian không dài, lôi kiếp sẽ không ngừng run rẩy, tan tác. Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng bị lôi vân đầy trời thu hút, thấy là vũ không kiếp của nhi tử, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chương 2992, đôi câu dọa chạy 2. Nhi tử của mình sáng lập ra quá nhiều kỳ tích, đặc biệt là đối kháng lôi kiếp, lưu lại vô số truyền thuyết, tuy trước mắt rất cường đại, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng. Mau nhìn, hắn bay lên, hẳn là sẽ lập tức xông vào lôi đình. Thấy Trương Huyền đi tới dưới lôi vân, Hưng Kiếm Thánh hưng phấn. Đây chính là cơ hội khó được, quan sát thật tốt, nếu như có thể học được một chiêu nửa thức, đệ tử Lạc Gia chúng ta đột phá sẽ không cần lo lắng lôi đình. Lạc Gia đại trưởng lão Lạc Khinh Trần cũng bị lôi đình thu hút, xoay người dặn dò một đám trưởng lão. Vâng, tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu. Hắn từng thấy tận mắt, vị thanh niên trên không kia giúp Lạc Huyền Thanh chống cự lôi kiếp, chỉ bất quá lúc ấy không có hiểu rõ, đến cùng làm sao làm được, hiện tại lại tới một lần, vừa vặn có thể cẩn thận quan sát. Một khi học được loại bí pháp đối kháng lôi đình này, hậu bối gia tộc độ kiếp, sẽ hoàn toàn không cần phải sợ. Đúng rồi, mang không gian kính tới, ghi chép một màn này lại, bây giờ nhìn không hiểu, về sau có thể lặp đi lặp lại quan sát, luôn có thể tìm ra dấu vết. Lạc Khinh Trần lần nữa dặn dò. Lấy thực lực của hắn, lần đầu tiên nhìn cũng không rõ đối phương đến cùng làm sao thành công, mặc dù các trưởng lão sau lưng nhân số rất nhiều, nhưng muốn triệt để hiểu rõ, hẳn cũng làm không được. Tốt nhất là ghi chép một màn này lại, về sau quan sát, luôn có thể tìm ra dấu vết để lại. Vâng, một trưởng lão vội vàng bay trở về, thời gian không dài, quả nhiên tìm được một cái gương to lớn, chính là siêu cấp pháp bảo của Lạc Gia, không gian kính, có thể ghi chép sự tình nhìn thấy. Hắn đã xông lên. Mọi người vừa lấy ra gương, liền nghe Lạc Khinh Trần hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền thấy thanh niên bay lên bầu trời, đi tới dưới lôi đình. Tất cả mọi người kích động. Muốn nhìn xem Trương Huyền, Trương gia tiểu thiên tài trong truyền thuyết, đến cùng làm sao chống cự lôi kiếp. Ầm ầm, thấy hắn bay tới, lôi đình phát ra thanh âm nóng nảy, nổ vang kịch liệt, tựa như muốn xé rách thiên địa. Ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng Trương Huyền run run, trên mặt lại không biểu hiện ra, vẻ mặt thản nhiên. Tiểu lôi lôi, chúng ta lại gặp mặt. Ầm ầm, nghe được thanh âm của hắn, lôi đình sửng sốt một chút, tiếng nổ không còn vang dội như trước đó. Không cần giống, thừa dịp ta còn không có tức giận, lập tức cút đi. Trương Huyền nhướng mày, trên mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn. Tiếng sấm nổ lại yếu hơn, mây đen đầy trời nghe được há nói, hình như đang không ngừng run rẩy. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, chọc giận ta, người hẳn phải biết kết quả, đừng đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thấy đối phương còn không đi, Trương Huyền lần nữa hừ lạnh. Chần chờ một chút. Lôi đình giống như làm ra quyết định to lớn, lần nữa phát ra một tiếng nổ vang không cam lòng. Rầm. Đột nhiên xoay người rời đi, thời gian nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, cũng không thấy tung tích nữa. Mới vừa rồi còn mây đen đầy trời, người người đều cảm thấy tận thế đến, giờ phút này trời sáng khí trong, không có một đám mây. Cái này con mẹ nó cũng được. Hù dọa đôi câu liền có thể rời đi. Khi nào lôi đình đơn giản như vậy? Đám người Lạc Khinh Trần trợn mắt hốc mồm. Chương 2993, biến cố sinh thượng. Lôi kiếp, là thiên địa trừng phạt tu luyện giả, mỗi tu luyện giả đều nghe đến đã biến sắc, sợ như sợ cọp. Coi như loại thực lực như Lạc Khinh Trần, nghe được thiên kiếp đến cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cần chuẩn bị rất lâu mới dám chống lại. Vị trước mắt này ngược lại tốt, vốn cho rằng sẽ dùng ra thủ đoạn lợi hại gì, làm sao cũng không nghĩ đến. Tùy tiện quát tháo đôi câu. Uy hiếp đôi câu, sau đó liền hù chạy, còn có loại thao tác này, lúc nào lôi đình dễ dàng đối phó như vậy? Có ghi chép lại không? Ghi chép, chỉ là, chúng ta, thật có thể học được sao? Trưởng lão sau lưng sắp khóc thành tiếng. Không học được, Lạc Khinh Trần lắc đầu. Có thể đoán được, thật muốn chạy tới nói nhảm với lôi đình như vậy, đoán chừng một cái nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt vụn. Đây cũng không phải khiêu khích, mà là mạo phạm thiên uy. Nhưng mạo phạm như vậy,
thanh niên trên không chuyện gì cũng không có, nhẹ nhõm qua ải. Có khi nào không phải hài tử của Hưng Mộng Kiếm Thánh, mà là con riêng của ông trời không? Cũng may lừa gạt được. Trương Huyền thở dài ra một hơi. Lôi kiếp bị hắn hút khô rất nhiều lần, trong lòng đã có bóng ma, nếu không cứng rắn bổ xuống, không có cách nào hấp thu, thật đúng là sẽ xuất hiện không ít phiền phức. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, trở lại tại chỗ, nhìn về phía Lạc Huyền Thanh mỉm cười. Xong rồi, lôi kiếp đi qua, chúng ta tiếp tục. Ra đầu Lạc Huyền Thanh nổ tung. Tiếp tục em gái ngươi a hát. Lôi kiếp cũng bị hai người câu quát đi, ta một phàm phu tục tử, cùng ngươi tiếp tục. Không phải tìm tai vạ ư. Thôi được rồi. Lạc Huyền Thanh vội vàng lắc đầu. Trong lòng của hắn đã có quyết định, từ nay về sau, đánh chết cũng không cùng kẻ trước mắt này so, chính là quái thai, không phải nhân loại. Cái kia, Lạc Huynh, có thể dẫn ta đi gặp tiểu công chúa hay không? Thấy hắn không muốn so, Trương Huyền mang theo thất vọng, ngay sau đó điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Càng đến trước mặt càng cảm thấy nhớ, cho dù là hắn, cũng không có bình tĩnh như trước đó. Ngày mai thời điểm đính hôn, tự nhiên sẽ thấy, cũng không vội vã một ngày. Lạc Huyền Thanh khoát tay áo. Được rồi. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thật muốn gặp. Thấy hắn thất lạc, Lạc Huyền Thanh mỉm cười. Vị trước mắt này càng muốn thấy, nói rõ muội muội ở trong lòng đối phương càng trọng yếu, hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Đương nhiên. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Thật muốn thấy, ta lặng lẽ để các ngươi gặp mặt cũng không sao, có điều thời gian không thể quá dài. Lạc Huyền Thanh nhìn qua. Thật ra thì lần này hắn đến tìm đối phương, chính là muốn để hai bên hẹn gặp, mặt khác cũng nhìn xem thái độ của đối phương. Hiện tại thấy được thái độ, quả thực ưa thích muội muội không rời, lại làm khó cũng không có ý nghĩa gì. Tuy trước đính hôn tự mình gặp mặt, xem như không hợp lễ tiết, nhưng quy củ là chết, người là sống, coi như bị phát hiện, các trưởng lão cũng chỉ cảm thấy trẻ tuổi xúc động, sẽ không nói nhiều. Huống chi vị trước mắt này không riêng gì Trương gia gia chủ, càng là thánh tử điện điện chủ, sư huynh của Dương sư. Thật, Trương Huyền hưng phấn nhảy lên. Lạc Huyền Thanh hừ một tiếng. Ngươi chờ, ta đi an bài một chút. Trương Huyền vội vàng gật đầu, đang muốn nói lời cảm kích, chỉ thấy một vị trưởng lão Trương gia vội vã đi tới trước mặt. Tộc trưởng, làm sao vậy? Thấy biểu lộ của hắn ngưng trọng, Trương Huyền nhíu mày. Trong tộc truyền đến tin tức, Băng Nguyên cung Triệu Nhã cung chủ cùng Độc Điện Ngụy Như Yên điện chủ, mất tích. Trưởng lão vội vàng nói. Mất tích. Ra đầu Trương Huyền nổ tung, đột nhiên đứng dậy, híp mắt lại. Có ý tứ gì, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, hình như phát sinh chiến đấu, sau đó liền mất đi tung tích, người Trương gia đã đi điều tra. Vị trưởng lão này vội nói. Triệu Nhã kích hoạt thể chất, thực lực không thua đại thánh. Ngụy Như Yên thi triển độc công, khí độc đầy trời, Nhậm Thanh Viễn quyền điện chủ muốn bắt đi cũng khó khăn. Mất tích, thậm chí ngay cả thời gian đưa tin cũng không có. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, cực kỳ khó tin. Lúc trước Triệu Nhã bị U Nhược Tâm giam giữ, cũng tìm cơ hội đưa tin cầu cứu mình, đến cùng người nào để của nàng mất tích, một chút tin tức cũng không truyền tới. Thuộc hạ không biết. Vị trưởng lão này lắc đầu. Ngươi biết chiến đấu phát sinh ở nơi nào không? Ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Trương Huyền hít sâu một hơi nói. Trương gia biết tin tức nhất định chuẩn xác, Triệu Nhã cùng Ngụy Như Yên khẳng định là xảy ra chuyện, không dám có bất kỳ chần chừ. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có tự mình tới, chờ đợi bọn họ kiểm tra, còn không biết muốn tra đến lúc nào, làm không cẩn thận, mọi người đã xảy ra chuyện, cũng không có điều tra ra. Cách liên minh đế quốc không xa, Triệu cung chủ cùng Ngụy điện chủ xử lý xong chuyện nơi đó. Còn chưa kịp trở về, liền xuất hiện biến cố. Vị trưởng lão này vội vàng nói. Cách liên minh đế quốc không xa. Tốt. Biết vị trí xác thực, Trương Huyền không do dự nữa, xoay người nhìn Lạc Huyền Thanh, vẻ mặt áy náy. Lạc huynh. Ngươi trước đi nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như có gì cần, nói một tiếng là được. Biết chuyện của hắn quan trọng hơn, Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Trương Huyền cảm kích ôm quyền, đi tới tiểu viện. Lấy ra trận kỳ cấp 9 mà mẫu thân cho, rất nhanh bố trí một truyền tống trận. Huyền Nhi, ta đi theo ngươi. Mộng Kiếm Thánh dường như cũng biết chuyện đã xảy ra, vội vã đi tới. Nơi này có Dương sư cùng phụ thân ngươi, bên kia ngộ nhỡ có biến cố gì, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đón dâu mà thôi, quà tặng đã chuẩn bị xong,
có Hưng Kiếm Thánh ở đây, Dương Sư làm nhân chứng, sẽ không xảy ra vấn đề. Ừm, Trương Huyền gật đầu. Tuy tu vi đột phá đến thánh vực cửu trọng, nhưng muốn thôi thúc trận pháp này, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, nàng theo có thể để cho tốc độ càng nhanh một chút. Đi, làm ra quyết định, hai người không nói thêm lời, Mộng Kiếm Thánh truyền lực lượng vào, trận pháp lóe lên. Hô, hô, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở lân cận Liên Minh Đế Quốc. Vừa rồi bát trưởng lão nói, ở phương hướng kia. Nhìn quanh một vòng, xác định phương vị, Mộng Kiếm Thánh chỉ xa xa. Hai người nhanh chóng phi hành, thời gian không dài, đi tới một chỗ sơn mạch, lúc này sơn mạch bị người dùng lực lượng tước mất một nửa, cây cối phía trên hủy hoại hầu như không còn, cho thấy trước đây không lâu mới xuất hiện qua một hồi địa chiến đấu kinh thiên động. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Trong hố, đầu đầu cũng có hàn băng, vừa nhìn liền biết là Triệu Nhã lưu lại. Bốn phía cũng không ít cây cối đen kịt ố vàng, hiển nhiên là bị tươi sống hạ độc chết, xem bộ dáng là thủ đoạn của Ngụy Như Yên. Vốn cho rằng hai người là bị từng cái đánh tan, không nghĩ tới liên hợp chung một chỗ bị người công kích, đến cùng là ai? Thế lực phương nào cường đại như vậy? Đừng nói Trương gia, Lạc gia, xem như danh sư đường muốn lặng yên không một tiếng động bắt hai người đi cũng rất khó làm được. Chẳng lẽ là, hoàng giả dị linh tộc? Đồng tử Trương Huyền đột nhiên co rụt lại. Chương 2994, biến cố sinh, hạ 1. Thực lực của Triệu Nhã, Ngụy Như Yên. Mặc dù cách Dương Sư rất xa, nhưng lực lượng đặc thù, chân chính chiến đấu, người sau cũng chưa chắc có thể làm gì. Thực lực như thế, ngay cả đưa tin cũng làm không được, liền bị bắt đi, trừ khi mình sử dụng đường chủ lệnh, hoặc là cổ thánh tự mình ra tay, nếu không, thật đúng là chưa chắc có người làm được. Minh Lý Chi Nhãn. Tinh thần Trương Huyền khẽ động, nhìn lại bốn phía. Ngay sau đó nhướng mày, sắc mặt tái xanh. Vậy mà thẩm tra không ra bất luận dấu vết gì. Minh Lý Chi Nhãn mọi việc đều thuận lợi, giờ phút này vậy mà cũng mất hiệu quả. Đổi lại trước đó, chỉ cần dò xét, nhất định có thể nhìn thấy dấu vết để lại, phát giác được không đúng, mà giờ khắc này, cái gì cũng không có lưu lại, giống như người hư không tiêu thất. Hai học sinh của ngươi thực lực không yếu, nhưng dấu vết gì cũng không lưu lại, liền bắt người đi, thực lực mạnh mẽ đương đại hiếm có. Vẻ mặt của Mộng Kiếm Thánh cũng nghiêm túc. Có phải là dị linh tộc làm hay không? Trương Huyền nhìn không được nói. Dị linh tộc sát lục chi khí nồng đậm, rất khó ẩn nấp, dấu vết chiến đấu không có loại khí tức này, dựa theo bình thường suy luận, hẳn là không phải. Đương nhiên, nếu như cổ thánh ra tay, liền không nói được rồi. Mộng Kiếm Thánh gật đầu. Cổ thánh. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Tuy có chút đụng chạm với danh sư đường, nhưng đã giải quyết, đối phương còn không đến mức thu về tính sổ, làm ra sự tình mất mặt như vậy. Thế lực khác muốn làm được, chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng át chủ bài sau cùng. Bất quá những cổ thánh này thời gian cũng không nhiều, chỉ vì bắt hai học sinh của mình. Khả năng không phải rất lớn, trừ hoàng giả của dị linh tộc kia, hắn thật đúng là nghĩ không ra, đến cùng ai làm như vậy. Đừng có gấp, trước cẩn thận thẩm tra, có lẽ có thể tìm ra cái gì, đầu tiên phải xác định, các nàng bị người nào bắt, có nguy hiểm tính mạng hay không. Thấy nhi tử lo lắng, Mộng Kiếm Thánh nói. Trương Huyền gật đầu. Quan hệ đến bản thân, lại có chút hoảng loạn rồi, mẫu thân nói không sai, trọng yếu nhất là trước xác định, hai người có bình yên vô sự hay không, nếu không lại lo lắng cũng vô dụng. Dọc theo dấu vết trên dãy núi lưu lại, cẩn thận vây quanh một vòng, mỗi một chỗ đều cẩn thận quan sát. Có phát hiện cái gì không? Mộng Kiếm Thánh nhìn qua, Trương Huyền lắc đầu. Đối phương hẳn là cực kỳ am hiểu ẩn nấp dấu vết, hoặc là hư không tiêu thất, cái gì cũng không có lưu lại. Người bắt Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, không biết dùng thủ đoạn gì, ngay cả Minh Lý Chi Nhãn cũng không tìm được tin tức hữu dụng. Ta ngược lại thật ra nhìn ra chút đồ vật. Vẻ mặt Mộng Kiếm Thánh nghiêm túc nói. Căn cứ dấu vết đánh nhau, người xuất thủ hết thảy dùng hai chiêu, đã bắt Triệu Nhã cùng Ngụy Như Yên, làm của nàng không thể phản kháng. Hai chiêu. Trương Huyền run lên. Đúng, trên mặt đất có rất nhiều hố nhỏ, thoạt nhìn tạp nham, nhưng hố to chỉ có hai cái. Cái thứ nhất nhiệt độ cực thấp, ta nhìn kỹ, bốn phía băng hàn, đều là từ nơi này phát tán ra, nói rõ Triệu Nhã hẳn là ở đây thi triển lực lượng. Mộng Kiếm Thánh chỉ, Trương Huyền quả nhiên thấy một cái hố hơi lớn một chút, nhiệt độ quả thực lạnh lẽo hơn chung quanh rất nhiều. Thi triển xong lực lượng, muốn công kích đối phương, nhưng bị đối phương đánh tan,
lực lượng phân tán bốn phía, tạo thành rất nhiều cái hố ở chung quanh. Cho nên có thể kết luận, Triệu Nhã thi triển ra lực lượng mạnh nhất, vẫn không có chặn lại một chiêu của đối phương. Theo suy đoán của nàng, Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy cái hố bốn phía hiện hình mạng nhện, lan tràn ra ngoài, hẳn là một lần tấn công, bị phản kích thành, không có dấu vết ra tay lần thứ hai lưu lại. Cái hố của Ngụy Như Yên cùng như vậy, hơn nữa nếu như không nhìn lầm, hai người các nàng đồng thời tấn công, lại bị đối phương nhẹ nhõm nghiền ép. Mộng Kiếm Thánh giải thích, trong lòng cũng tràn đầy ngạc nhiên. Một người ra tay áp chế hai cao thủ đỉnh tiêm, phản kháng cũng làm không được. Đến cùng là người nào? Mục đích làm như vậy là vì sao? Chương 2995, biến cố sinh hạ 2. Chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ triệt để đắc tội Băng Nguyên Cung, Độc Điện, Thánh Tử Điện, thậm chí Trương Gia ư? Phải biết mấy chỗ này đều có thủ đoạn che giấu, nếu không cũng không có khả năng sừng sững đại lục vài vạn năm không ngã. Tộc trưởng. Hai người đang suy đoán, đến cùng người nào dám làm như vậy, chỉ thấy một vị trưởng lão Trương Gia bay tới. Chính là bát trưởng lão trước đó đưa tin. Trương Huyền xoay đầu lại. Bẩm báo tộc trưởng, Viên Gia đưa tin tới, thiếu gia chủ của bọn họ. Cũng bị người bắt đi. Vị trưởng lão này vội vàng ôm quyền. Viên Đào cũng bị người bắt. Trương Huyền suýt chút nữa nổ tung. Là Viên gia trưởng lão truyền tin tức đến. Vị trưởng lão này vội vàng đưa ngọc bài trong tay qua. Trương Huyền cúi đầu nhìn, nắm đấm siết chặt. Đối phương truyền tin tức đến, giống như vừa rồi đám người Triệu Nhã bị bắt, cả gia tộc ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, thậm chí người tới là ai cũng không thấy rõ ràng, người cũng đã biến mất. Viên gia ở nơi nào? Trương Huyền nhìn về phía bát trưởng lão. Ta biết ở đâu. Đây là vị trí kỹ càng. Ngón tay của Mộng Kiếm Thánh điểm ra, truyền tới một đạo ý niệm. Chúng ta đi qua. Xác định vị trí, lần nữa lấy ra trận kỳ cấp 9, sắp đặt truyền tống trận. Hô! Hai người biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đi tới phạm vi Viên gia. Trương tộc trưởng, Mộng Kiếm Thánh. Rất nhanh, Viên gia gia chủ nghênh đón hai người vào đại điện. Là một người mặc trường bào, dung mạo cụ thể không thấy rõ. Thoạt nhìn như danh sư, nhưng lại có chút không giống. Sau khi đi tới, vừa ra tay liền bắt Viên Đào lại, phản kháng như thế nào cũng vô dụng, đây là hộ tộc đại trận của chúng ta, bị hắn một trưởng phá vỡ. Viên gia chủ chỉ. Hai người Trương Huyền nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà có một trưởng ấn, thật chỉnh tề, trận pháp bốn phía giống như đậu hũ nứt ra. Trận pháp trừ trận kỳ, là không có hình thái cụ thể, có thể tiến hành đủ loại biến hóa, xé rách giống như gấm lụa. Hơn nữa không cách nào phục hồi. Đây cũng quá đáng sợ đi. Viên gia là gia tộc đỉnh tiêm, bố trí trận pháp, tụ tập trí tuệ vô số người, coi như ở trong cấp 9, cũng được cho đỉnh phong. Cho dù đại thánh đỉnh phong muốn thoáng cái phá vỡ cũng làm không được, đối phương một trưởng trực tiếp xé rách. Hơn nữa bắt đi Viên Đào kích hoạt huyết mạch, cái này đã không chỉ kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng. Dương sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Mộng Kiếm Thánh run rẩy. Vợ chồng các nàng cùng Dương Sư đối chiến qua, biết thực lực người sau, đã nói như vậy, xem ra Dương Sư quả thực làm không được. Người này, là cổ thánh. Trương Huyền nhìn không được hỏi. Dương Sư, đại thánh đỉnh phong nhất, một trong mấy người mạnh nhất đại lục, dưới cổ thánh hầu như hiếm có địch thủ, hắn cũng không phải đối thủ, chỉ sợ chỉ có thể là cổ thánh. Nếu như xác nhận loại thực lực này, chỉ sợ cũng chỉ có vị dị linh hoàng kia, không có người nào nữa. Không phải. Khí tức cổ thánh ta biết, người này không đạt tới. Viên gia gia chủ lắc đầu. Không có đạt tới cổ thánh, lại mạnh như vậy, cái này. Trong lòng Trương Huyền chấn động. Chẳng lẽ, hắn cũng có tinh huyết khổng sư, có thể làm được vô địch dưới cổ thánh. Chương 2996, đến cùng là ai? 1. Trưởng ấn vừa rồi, Dương sư không cách nào hoàn thành, nhưng mình mượn nhờ đường chủ lệnh, có thể làm được. Chẳng phải chứng tỏ. Thực lực người đến đã tương đương mình, hoặc không kém nhiều. Hắn có khổng sư tinh huyết có thể mượn nhờ. Chẳng lẽ đối phương cũng có loại vật này? Không có khả năng. Khổng sư tinh huyết vô cùng chân quý, nếu như dễ dàng được như vậy, chẳng phải người người thực lực mạnh mẽ. Lại nói, nếu như trước đó đoán không sai, khổng sư tinh huyết chỉ có thiên nhận danh sư mới có thể mượn dùng, coi như người bình thường nắm giữ, cũng không phát huy ra lực lượng. Có phải là cổ thánh cố ý giảm thấp xuống tu vi hay không? Hiểu những thứ này, Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Hẳn là sẽ không, thật có cổ thánh đột kích,
Cổ thánh viên gia chúng ta cho dù ngủ say, cũng sẽ cảm ứng được tỉnh lại. Viên gia gia chủ lắc đầu. Trương Huyền giật mình. Loại đại gia tộc này đều có cổ thánh ngủ say tỏa chấn, một khi người cùng cấp bậc đến đây, chắc chắn sẽ nhận khí tức quấy nhiễu, từ đó tỉnh lại. Cường giả gia tộc bọn họ không có phản ứng chút nào, nói rõ mặc dù đối phương mạnh mẽ, nhưng vẫn không có chọc thủng tầng cửa sổ kia. Không có đạt tới cổ thánh, lại có loại thực lực này, đến cùng là người nào? Vẻ mặt Trương Huyền càng ngày càng khó coi. Nếu như cổ thánh xuất hiện, các cổ thánh chấn thủ gia tộc tỉnh lại, hẳn là có thể lưu đối phương lại, hoặc điều tra rõ ràng đến cùng là ai, thế lực nào, mà bây giờ, đối phương hết lần này tới lần khác không có đột phá, lại mạnh như vậy. Xem như hắn cũng không thể nào dò xét. Viên gia chủ, người có biết Khải Linh Sư Công Hội ở nơi nào không? Đột nhiên Trương Huyền nhớ tới chuyện gì, vội vàng hỏi. Ta có địa đồ. Viên gia gia chủ khẽ đảo tay, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Trương Huyền nhìn một cái, thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lo lắng, người này sẽ ra tay với Vương Dĩnh. Mộng Kiếm Thánh hiểu ý tứ của hắn. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào, liên tiếp ba đệ tử đều bị bắt đi, nếu như đối phương thật nhắm vào mình, Vương Dĩnh nhất định cũng khó thoát kiếp nạn. Còn Trịnh Dương, hắn thân ở chiến sư đường, cho dù đối phương nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, cũng không dám tùy tiện dây vào, hẳn là an toàn nhất. Lên đường đi. Lần nữa sắp đặt ra truyền tống trận, đi tới Khải Linh Sư Công Hội. Thời khắc này Mộng Kiếm Thánh liên tục thi triển lực lượng vận chuyển 3 lần truyền tống, lại thêm dùng chân khí bảo vệ Trương Huyền, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Thấy hắn xuất hiện, Vương Dĩnh tràn đầy nghi ngờ đồng thời lại cảm thấy hết sức cao hứng. Mấy sư huynh muội chúng ta quyết định xong rồi, muốn đi Lạc Gia giúp ngươi cưới sư nương. Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào đều bị người bắt. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc giải thích. Bọn họ bị người bắt. Thân thể mềm mại của Vương Dĩnh chấn động, tràn đầy khó tin. Cái này, thực lực của bọn hắn mạnh như vậy, là ai? Ta cũng không biết, chỉ sợ ngươi xảy ra vấn đề, cho nên chạy tới. Trương Huyền nói. Lão sư nghi ngờ sẽ ra tay với ta. Vương Dĩnh nhất thời hiểu được, quay đầu bàn giao. Tần trưởng lão, lập tức báo tin tất cả Khải Linh Sư, làm ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Tần trưởng lão cũng biết tình thế nghiêm trọng, vội vã rời đi. Chương 2997, đến cùng là ai? 2. Lão sư, Triệu Nhã sư tỷ cùng Ngụy Như Yên sư muội đến cùng thế nào rồi? Vương Dĩnh an bài xong, vội vã nhìn lại. Ta cũng không biết, đối phương không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, xem như ta cũng thẩm tra không ra. Trương Huyền lắc đầu. Bất quá không vội vã, chỉ cần chúng ta chờ ở đây. Đối phương dám động thủ nữa, liền có thể bắt lại, hẳn là có thể hỏi ra vài thứ. Vâng. Vương Dĩnh biết lão sư ôm cây đợi thỏ, chỉ cần đối phương động thủ, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, lúc này không hỏi thêm nữa, an bài hai người nghỉ ngơi, bản thân cũng nắm chặt thời gian tu luyện, không lãng phí một chút thời gian. Nàng so với đám người Triệu Nhã, thiên phú quả thực không được, nhưng càng thêm chăm chỉ, hiện tại trở thành Khải Linh Sư Công Hội hội trưởng, tài nguyên đầy đủ, tiến bộ cũng cực nhanh. Tại nguyên chỗ đợi chờ, rất nhanh một ngày đi qua, trời lần nữa sáng lên. Bất quá không có động tĩnh chút nào, hình như đối phương biết hắn ở đây, sẽ không xuất hiện vậy. Người có trận pháp truyền tin xa không? Đưa tin cho Trịnh Dương, hỏi hắn bên đó có sao không? Trương Huyền nhìn không được nữa nói. Vâng. Vương Dĩnh đi ra ngoài, thời gian không dài lần nữa trở về. Lão sư, Trịnh Dương sư huynh nói hắn đã đến Lạc Gia, không có xuất hiện bất kỳ biến cố gì. Không có biến cố. Trương Huyền nhíu mày. Đối phương liên tiếp ra tay với Triệu Nhã, Ngụy Như Yên cùng Viên Đào, tất cả đều nhằm vào học sinh của hắn. Ở chỗ này chờ, Vương Dĩnh không có việc gì, Trịnh Dương cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, chẳng lẽ. Đối phương không phải muốn bắt học sinh của hắn. Thể chất đặc thù. Bỗng nhiên đồng Trương Huyền o rụt lại, thân thể cứng ngắc. Trước đó Dương Sư nói qua, muốn đi vào Khổng Miếu, tìm kiếm Xuân Thu Đại Điển, trừ truyền thế thiên phù ra. Chính là thể chất đặc thù, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào đều là thể chất đặc biệt, phù hợp yêu cầu. Vương Dĩnh, Trịnh Dương thì không phải vậy. Có phải bởi vì cái này, ba người kia mới bị bắt đi hay không? Nếu thật như vậy, bọn họ hẳn không có nguy hiểm, ngược lại sẽ rất an toàn. Dù sao đối phương bắt thể chất đặc thù mục đích là vì mở ra Khổng Miếu,
mà không phải đánh giết. Vương Dĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi một mực đi theo ta, không được rời khỏi. Trương Huyền trầm tư một chút, bàn giao. Có phải như vậy hay không, cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, còn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bây giờ đi đâu? Mộng Kiếm Thánh nhìn qua. Trải qua một ngày điều tức, nàng cũng triệt để khôi phục, lần nữa trở lại đỉnh phong, cả người tựa như một thanh trường kiếm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời. Về Lạc Gia. Trương Huyền gật đầu. Lạc Gia. Mộng Kiếm Thánh nghi ngờ. Ta còn có chuyện muốn hỏi Dương Sư, mặt khác, nếu như đối phương thật tìm kiếm thể chất đặc thù, tiểu công chúa khẳng định cũng thế, ta nghi ngờ đối phương sẽ chạy đến lễ đón dâu của ta làm loạn. Trương Huyền nói. Còn có một câu hắn không nói, muốn nói thể chất đặc thù, ai có thể chất đặc thù như hắn? Triệu Nhã thần âm thể, Ngụy Như Yên tiên thiên độc thể, cùng Viên Đào Long tê huyết mạch, chân chính so ra, cũng không bằng hắn. Tuy nhìn không ra bản thân thể chất gì, nhưng có thể tu luyện thiên đạo công pháp, nắm giữ thiên đạo thư viện, chỉ điều này, liền vượt xa bất kỳ đặc thù. Quan trọng hơn là, Trương gia cùng Lạc gia đều có truyền thế thiên phù. Nếu thật vì Khổng Miếu mà bắt đám người Triệu Nhã, như vậy truyền thế thiên phù chân chính không có khả năng không cần, ngày hôm nay lại là hai nhà Trương, Lạc thông gia, không xuất hiện cũng khó có khả năng. Cho nên muốn biết đối phương là ai, chỉ có về Lạc gia. Lại nói, thể chất đặc thù làm sao mở ra phong ấn Khổng Miếu, làm sao tiến vào bên trong, còn cần cẩn thận hỏi thăm Dương Sư, có lẽ cũng có thể từ đó suy đoán ra một chút dấu vết để lại. Đi thôi. Biết hắn làm ra quyết định, Mộng Kiếm Thánh cũng không nhiều lời, ngồi truyền tống trận trở về. Chương 2998, Tiểu Công Chúa Hạnh Phúc Thượng. Lạc gia răng đèn kết hoa, khắp nơi đều dùng vải đỏ bao bọc, không khí vui mừng. Đại trưởng lão Lạc Khinh Trần đứng ở cửa đại điện, mặc trường bào tơ vàng, mặt mũi mỉm cười. Tưởng gia gia chủ Tổng Phương Du, mang theo 30 thánh thú thánh vực bát trọng đến đây chúc mừng Trương gia cưới tiểu công chúa. Mộc gia gia chủ Mộc Đình Chân, chúc mừng Trương, Lạc thông gia, tặng 3 dương dược liệu ngàn năm, 10 cây chân linh tỷ bà thụ. Thủy gia gia chủ Thủy Vạn Thiên, chúc mừng Trương Huyền gia chủ đại hôn, tặng 3.000 viên thủy linh tinh thạch, 5.000 viên Bắc Hải ngân toản, 200 viên thất tinh long nhãn. Từng tiếng hét lớn từ bên ngoài vang lên, từng nhân vật cường hãn siêu tuyệt ở trên đại lục, vẻ mặt tươi cười đi đến. Những người này, bình thường ở trên đại lục dậm chân một cái, cũng sẽ vang động cửu châu, mà bây giờ tất cả đều mang theo quà tặng đưa đến nơi này, không dám chậm trễ chút nào. Sự tình của Trương Sư ở Liên minh Đế quốc, xem ra toàn bộ đại lục đều biết, đây chỉ là đón dâu, liền đưa tới nhiều quà tặng như vậy, nếu thật đại hôn, ta sợ xếp hàng cũng không biết xếp tới nơi nào. Nhìn cảnh tượng trong phòng náo nhiệt, một vị trưởng lão ở bên ngoài chịu trách nhiệm nghênh tiếp nhịn không được cảm xúc. Lạc gia, mặc dù địa vị ở trên đại lục không yếu, nhưng muốn trong thời gian ngắn triệu tập nhiều người như vậy, để nhiều cự đầu tự mình tới chúc mừng, còn là làm không được. Thậm chí ngay cả Trương gia cũng không thể hoàn thành. Nhưng Trương Huyền vừa kế nhiệm gia chủ liền làm được, vẫn chỉ là đón dâu, một khi đại hôn, khẳng định càng thêm huy hoàng, thậm chí danh sư đường cũng sẽ đến chúc mừng. Xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất là trước mấy ngày, tin tức danh sư đường không công mà lui, truyền toàn bộ đại lục. Danh sư đường đứng sừng sững đại lục vài vạn năm, nói muốn bắt ai, cơ bản ra lệnh một cái, người sau mạnh hơn cũng không thể chạy trốn, nhưng Trương Huyền thay đổi lịch sử, không chỉ để chiến sư đường đường chủ, độc điện điện chủ, băng nguyên cung cung chủ. Trở thành học sinh của hắn, bản thân càng là thánh tử điện điện chủ, sư huynh của Dương Huyền Dương Sư. Lật đổ tưởng tượng của mọi người. Nhiều thân phận như vậy quy kết chung một chỗ, các thế lực lại không biết làm như thế nào, vậy thì quá ngu. Trương gia hiểu điểm ấy, mới không có bất kỳ chần chừ, dùng tốc độ nhanh nhất để hắn kế thừa vị trí gia chủ, thông báo thiên hạ, như vậy người người đều biết Trương gia trở nên càng thêm cường đại, chỉ là vấn đề thời gian, nào còn dám không đến chúc mừng. Đừng nói đại sự như đón dâu, coi như Trương gia gia chủ đau đầu cảm cúm, đoán chừng cũng tới một phòng gia chủ. Tông chủ tặng đan dược. Đúng vậy, Lạc gia thật nhiều năm không có huy hoàng như thế rồi. Một vị trưởng lão ở bên cạnh gật đầu cảm xúc. Lạc gia tiểu công chúa luyện hóa tính không châu, uy thế to lớn, thiên hạ chấn động, lúc ấy cũng chỉ tới giải rác mấy gia tộc, hiện tại nhóm người đứng đầu đại lục hầu như đều tới, cũng khó trách cảm xúc. Trước đó tiểu thiên tài một mực không có tin tức, ta cũng bất bình thay tiểu công chúa, không nghĩ tới vừa xuất hiện, liền long trời lở đất. Quả thực giống như năm đó hắn vừa ra đời.
Đúng vậy, năm đó ra đời, tiên thiên thánh nhân, tượng Khổng Sư cũng bay lên, danh sư đường phái người tới dò xét, đã biết bất phàm, hiện tại xem ra quả nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Thiên tài, bất kể như thế nào cũng là thiên tài, mấu chốt là người tiểu công chúa ưa thích cũng là hắn, bởi như vậy xem như kết cục viên mãn. Trên mặt tất cả trưởng lão đều vui sướng. Mặc kệ có thể mang đến cho Lạc gia bao nhiêu vinh quang, tiểu công chúa không thích, đối với bọn hắn mà nói cũng là tai nạn, hiện tại tất cả đều vui vẻ, đương nhiên là người người đều hy vọng nhìn thấy. Bên ngoài náo nhiệt, sâu trong nội viện, một tiểu viện trồng đầy hoa tươi, một nữ hài yên tĩnh ngồi ở trước gương, cẩn thận trang điểm. Tiểu thư, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, nghe nói tới không ít đại nhân vật. Một nha hoàn đứng ở sau lưng đối phương, một bên giúp chải đầu, một bên cười khanh khách nói. Ngươi đã nói 3 lần, ta biết rồi. Nữ hài cười lắc đầu. Trước đó ta một mực không hiểu, tiểu thư lợi hại như vậy, sao lại ưa thích danh sư học viện viện trưởng của một vương quốc nhất đẳng, bây giờ mới biết, vị cô gia của chúng ta thật đúng là lợi hại. Lời gì cũng không nói, liền để nhiều người đến đây chúc mừng. Phần lực lượng này, trừ danh sư đường thì không nghĩ ra được còn có ai. Nha hoàn đứng tại chỗ, ánh mắt lóng lánh sùng bái. Danh sư đường, hiện tại không có đường chủ chân chính, muốn trong thời gian ngắn triệu tập nhiều người như vậy chúc mừng, cũng làm không được. Một nha hoàn khác cười nói. Đúng vậy, tiểu thư thật có phúc khí. Hai thị nữ líu díu chúc mừng. Tiểu công chúa ngồi ở trước gương, nhìn dung mạo hoàn mỹ không một tì vết trong gương, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi, sự tình ta nhờ các ngươi hỏi thăm được chưa? Trương sư, hôm qua hắn tới, có nói cái gì hay không? Đột nhiên tiểu công chúa nghĩ đến cái gì, có chút khẩn trương nhìn qua. Cái này, nha hoàn sửng sốt một chút, vừa định nói chuyện, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó một tiếng cười cởi mở vang lên. Không cần hỏi các nàng, ta đã hỏi thăm giúp ngươi. Thiếu gia, nhìn thấy người này, nha hoàn vội vàng khom người. Lạc Huyền Thanh khoát tay áo, nhìn về phía muội muội, cười ha ha một tiếng. Hôm qua ta gặp tiểu tử kia, vừa nghe đến ngươi, liền cực kỳ kích động, nhất định đòi tới, nếu không phải ta lôi kéo, khẳng định đã xông lại. Hắn, kích động. Tiểu công chúa hơi đỏ mặt. Ca ca, không cần chọc muội muội, ngươi xác định nói với hắn là ta. Đây không phải nói nhảm ư? Tới đón dâu, đương nhiên biết ngươi là ai, không cần lo lắng. Lạc Huyền Thanh lắc đầu, vẻ mặt im lặng. Vậy là tốt rồi, ta chỉ nghĩ, lúc trước thời điểm biết hắn, là dung mạo ngụy trang. Tiểu công chúa xấu hổ cười một tiếng. Sợ hắn nhìn thấy dung mạo chân thực, sẽ không nhận ra. Tiểu thư yên tâm đi, người ngụy trang qua dung mạo ta cũng đã gặp, hiện tại so khi đó đẹp mắt gấp 10 lần, sau khi cô ra thấy được, khẳng định sẽ động tâm không dứt, trực tiếp bị mê hoặc. Một nha hoàn cười nói. Đúng vậy. Tiểu thư, nếu ngươi mang loại dung mạo này đi gặp hắn, đoán chừng một câu không nói, liền yêu. Một nha hoàn khác cũng che miệng. Các ngươi nói thật nhiều. Nghe được bọn hắn nói, tiểu công chúa nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Huyền Thanh. Ca ca, hiện tại hắn. Hắn có một số việc phải xử lý, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi cũng chuẩn bị một chút, lát nữa cũng không hy vọng hắn nhìn thấy ngươi, là bộ dáng lo lắng nha. Lạc Huyền Thanh cười cười. Tiểu công chúa nhẹ gật đầu, trong lòng tuôn ra hạnh phúc. Từ nhỏ đã gánh vác lấy hôn ước, vốn cho rằng chỉ có thể bất đắc dĩ qua cả đời, nằm mơ cũng không nghĩ đến, có thể tìm được người mình thích, hơn nữa cuối cùng đi chung một chỗ. Xem ra ông trời thật đối đãi nàng không tệ. Chương 2999, Tiểu công chúa hạnh phúc hạ 1. Trương Gia Hưng Kiếm Thánh, đang cùng cha thảo luận sự tình đại hôn. Cha đưa bọn họ tới thu hồi môn, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ngươi sẽ cùng tiểu tử kia về Trương gia, nhanh ra ngoài đi, đừng để khách nhân chờ sốt ruột. Thấy muội muội hạnh phúc, Lạc Huyền Thanh cũng rất vui vẻ nói. Tuy muội muội lấy chồng, để hắn có chút thất lạc, nhưng chuyện này đối với nàng đã là kết cục tốt nhất, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu công chúa nhẹ gật đầu, vội vàng nhìn lại trong gương. Nhìn xem ta còn có nơi nào không chuẩn bị tốt không? Chuẩn bị xong, không có bất cứ vấn đề gì, tiểu thư, hôm nay ngươi đẹp nhất. Thị nữ ở sau lưng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu công chúa từ trước tới nay lạnh lùng trầm ổn, không nghĩ tới gặp được người ưa thích chân chính, cũng sẽ xuất hiện một màn như vậy. Vậy là tốt rồi.
Tiểu công chúa thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nhìn về phía ca ca, vẻ mặt vui sướng. Chúng ta đi thôi. Ừm. Lạc Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, đi đầu ra ngoài. Hai thị nữ theo sát phía sau. Ca ca, ngày hôm nay có những ai tới? Vừa đi về phía trước, nữ hài nhịn không được hỏi. Tuy nghe bọn thị nữ nói đến rất nhiều người, nhưng cụ thể là ai, biết còn không rõ ràng lắm. Tất cả gia chủ thánh nhân quý tộc, cùng đại trưởng lão chủ sự hầu như đều tới. Mặt mũi của tiểu tử này xác thực đủ lớn. Lạc Huyền Thanh cười nói. Có thể đến nhiều người như vậy, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Tất cả gia chủ thánh nhân quý tộc. Tiểu công chúa trợn mắt lên. Bọn họ đều tới chúc mừng trương sư, đón dâu. Vậy ngươi nghĩ sao? Lạc Huyền Thanh nhịn không được cảm xúc. Lần trước xuất hiện loại rầm rộ này, là thời điểm tiên tổ Lạc gia chúng ta xây dựng gia tộc, danh dương tứ hải, có điều cho dù khi đó, cũng không tới nhiều như vậy, lần này ngươi kết hôn, xem như để Lạc gia lần nữa đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục. Tuy tiểu tử này làm sự tình khác không quá tin cậy, nhưng chuyện này coi như làm khá lắm, để ngươi gả nở mày nở mặt, không bị một chút oan ức. Ừm, trong lòng tiểu công chúa dâng lên dòng nước ấm. Mặc dù thiên tư của nàng có 102, luyện hóa tính không châu, thế hệ trẻ tuổi hiếm có đối thủ, nhưng cũng biết, mình không cách nào hiệu triệu nhiều người tới như vậy. Phần vinh quang này, cũng đủ để ghi vào lịch sử, truyền tụng vạn năm. Tiểu thư một mực hy vọng người yêu có thể ở dưới tình huống muôn người chú ý cưới về nhà chồng, hiện tại có phải đã đạt đến hay không? Thị nữ ở sau lưng cười nói. Tự nhiên, nếu như cái này còn không gọi muôn người chú ý, thì cái gì mới phải? Lạc Huyền Thanh gật đầu. Toàn bộ đại lục, trừ danh sư đường, có thể gom góp nhiều cường giả như vậy, thế lực khác dựa theo tình huống bình thường, nghĩ cùng đừng nghĩ, giờ phút này lại làm được, không phải muôn người chú ý là cái gì. Phía trước chính là đại điện, che khăn voan lên đi. Trong lúc nói chuyện với nhau, đi tới trước mặt đại điện, Lạc Huyền Thanh dặn dò một tiếng, thị nữ sau lưng lấy ra khăn voan che khuất dung nhan tuyệt mỹ của nữ hài. Trương Huyền tới đón dâu, làm tân nương tử. Tự nhiên phải dùng vải đỏ che mặt, đây cũng là lễ tiết lúc trước quyết định, không cho phép vi phạm. Che lên khuôn mặt, nữ hài đi theo sau lưng Lạc Huyền Thanh vào đại điện, vừa tiến vào còn không có đứng vững liền nghe tiếng la vang lên. Chương 3000, tiểu công chúa hạnh phúc hạ 2. Thánh tử điện quyền điện chủ Chiêm Thiên Thành cùng tất cả trưởng lão đến đây chúc mừng. Danh sư đường quyền đường chủ Nhậm Thanh Viễn, cùng 10 vị danh sư cửu tinh đến đây chúc mừng. Thánh tử điện cùng danh sư đường đều phái người đến, hơn nữa đều là quyền đường chủ cùng quyền điện chủ. Trong lòng tiểu công chúa tràn đầy hạnh phúc. Rất nhiều gia chủ quý tộc tới, cũng đã để cho người ta rung động, danh sư đường quyền đường chủ, kéo nhiều danh sư cửu tinh đến đây chúc mừng như vậy, tuyệt đối cho đủ mặt mũi, hôn lễ làm thành như vậy, cả đời không tiếc. Danh sư đường thái thượng trưởng lão Hoắc Thạch Thanh, mang theo đệ tử đến đây chúc mừng. Hoắc Thạch Thanh. Vị thái thượng trưởng lão kia sớm đã không để ý tới thế sự. Hắn không phải đã quy ẩn, mặc kệ không hỏi ư. Sao cũng tới tham gia hôn lễ? Ta cũng không biết, lần trước Nhậm Thanh Viễn quyền đường chủ kế vị, chuyên môn mời cũng không tới. Không nghĩ tới lại đến nơi này. Đúng vậy, mặt mũi của trương sư này thật lớn. Nếu ta là tiểu công chúa, khẳng định hạnh phúc chết rồi. Bốn phía vang lên thanh âm kinh ngạc cùng hâm mộ. Hoắc Thạch Thanh thái thượng trưởng lão cũng tới. Tiểu công chúa siết chặt nắm đấm. Vị thái thượng trưởng lão này, lúc trước nàng muốn bái sư cũng không đồng ý, không nghĩ tới hôm nay lại đến. Tán tu, diệu thủ kim đồng đến đây chúc mừng. Thái thượng trưởng lão của luyện khí sư công hội Vũ Thanh đến đây chúc mừng. Bình hồ đạo nhân Đỗ Nhất Diêu đến đây chúc mừng. Tứ giã cuồng đao đến đây chúc mừng. Khiếp sợ còn không có kết thúc, bên ngoài lại vang lên vô số huyên náo. Từng cái tên quen thuộc lại mang lịch sử tang thương, vang vọng ở trong tai mọi người, để đại điện ồn ào. Diệu thủ Kim Đồng, là nhân vật 1000 năm trước đã vang danh thiên hạ, từng là y sư công hội hội trưởng, 500 năm trước liền mất tung tích không ai biết, đều cho rằng đã chết, không nghĩ tới chẳng những sống trên đời, còn tới chúc mừng. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, vô số cường giả được hắn cứu sống. Ân trạch thiên hạ, Phú Thanh, người xưng vô tình đạo nhân, là không có nhân tình vị nhất. Nghe nói năm đó con của hắn kết đạo lữ, tự mình xin hắn đúc một binh khí cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ngày hôm nay vậy mà tới. Ta thấy quà tặng của hắn, hình như là một bảo vật cấp đại thánh. Bình hồ đạo nhân là ai? Đây là quái nhân,
300 năm trước danh khí cực lớn, từng một kiếm đánh bại ba vị danh sư cửu tinh, thực lực không thể coi thường, ưa thích đánh cờ, tìm người tỉ thí khắp nơi, hầu như không có đối thủ. Chỉ bất quá về sau biến mất, không có bất kỳ tung tích gì, không nghĩ tới ngày hôm nay cũng tới. Thật ra thì ta càng bội phục Tứ Dã Cuồng Đao hơn. Vốn cho rằng ngày hôm nay tới, Trương Sư sẽ nhớ nhung phần ân tình này, không nghĩ tới, những người này đều tới. Quả thực mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Đúng vậy, không đến, khẳng định sẽ hối hận. Nghe những cái tên quen thuộc này, nhìn thấy những nhân vật đều chỉ sống ở trong truyền thuyết, tất cả mọi người đồng thời nổ tung. Trước đó ở trên đại lục, gia chủ thánh nhân quý tộc để cho người ta tôn kính, giờ phút này giống như chim cút, run lẩy bẩy, không chỉ là kích động, còn có hưng phấn. Đây đều là hắn tìm đến. Nữ hài không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng đều nghe thanh âm lọt vào trong tai, hốc mắt có chút ửng hồng. Làm nữ tử đại gia tộc, ra đời liền bị khắc vận mệnh, vốn cho rằng sẽ ảm đạm tối tăm, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ huy hoàng chói mắt như vậy. Cảm ơn. Biết cái này nhất định là Trương sư chuyên môn mời tới, tăng thanh thế cho Lạc gia, tiểu công chúa tràn đầy cảm động, trong miệng tự lẩm bẩm. Mau nhìn, Trương sư tới. Đúng lúc này, bên ngoài lần nữa ồn ào, Trương Huyền cùng Mộng Kiếm Thánh từ đằng xa đi đến. Chương 3001, biến cố lớn 1. Nhiều người như vậy, một đường bay nhanh trở lại Lạc gia, còn chưa tới đại điện chiêu đãi khách nhân, Trương Huyền liền giật nảy mình. Hắn chỉ là tới đón dâu, cũng không phải đại hôn, vốn cho rằng mấy học sinh tới gom góp náo nhiệt, không nghĩ tới thoáng cái toát ra nhiều như vậy. Người gây ra động tĩnh lớn như thế, dẫn tới nhiều người rất bình thường. Còn những người hầu như không xuất thế kia, đều là mặt mũi của Dương Sư. Mộng Kiếm Thánh nói, mặt mũi của Dương Sư. Đúng vậy, vị danh sư Đường Hoắc Thạch Thanh Thái Thượng trưởng lão kia, từng được Dương Sư chỉ điểm, hai người có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Diệu thủ Kim Đồng, nghe nói từng rơi vào một hiểm địa, là Dương Sư cứu ra. Phú Thanh không rõ lắm, nhưng vị Bình Hồ đạo nhân này, mấy trăm năm trước tìm Dương Sư đánh cờ, thua quần cũng không còn, đành phải đồng ý giúp hắn trấn thủ phủ đệ. Mộng Kiếm Thánh cười nói. Mặc dù những sự tình này đều là cơ mật, nhưng Trương gia cùng Dương Sư quan hệ sâu đậm, biết không ít. Lại nói, người nổi danh đã lâu như vậy, trừ mặt mũi của Dương Sư, những người khác thật không có khả năng mời tới được. Làm phiền Dương Sư phí tâm. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, cười khổ lắc đầu. Hắn chỉ muốn đón dâu, không nghĩ tới làm ra trận thế lớn như thế. Bất quá đối phương rõ ràng cũng vì hắn suy nghĩ. Trận thế càng lớn, lực ảnh hưởng càng lớn, về sau biểu hiện ra thân phận thiên nhận danh sư, uy tín sẽ càng lớn. Đi vào đi. Mộng Kiếm Thánh gật đầu, hai người vừa đi vào gian phòng, chỉ thấy Lộ Sung, Trịnh Dương vội vã tới đón. Lão sư. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức, đều có chút lo lắng. Ta đi xem hiện trường, lấy thực lực của người xuất thủ, muốn chém giết đám người Triệu Nhã dễ như trở bàn tay, không có làm như thế, mà bắt bọn hắn đi, nói rõ bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Trương Huyền nói, bất quá không nên xem thường, đối phương đã có tiên cơ, khẳng định sẽ có động tác đến tiếp sau, nếu ta đoán không sai, ngày hôm nay có khả năng sẽ xuất hiện. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Trịnh Dương cùng Lộ Sung nhìn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Thực lực của Triệu Nhã, Ngụy Như Yên không kém bọn họ, cũng bỗng chốc bị bắt, đối phương mạnh mẽ không thể nghi ngờ, thực có can đảm tới, nhất định phải dùng hết toàn lực, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Trương gia chủ, tại hạ Thanh Hà Tông Tông chủ, có thể tận mắt chứng kiến Trương Lạc Thông gia, là phúc phận của chúng ta. Đi vào phòng, xác nhận thân phận của hắn, bốn phía lập tức có người vây quanh. Đây là Trương Sư, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Năm nay mới 20 tuổi, không chỉ bản thân thành Thánh Tử Điện Điện Chủ, thu học sinh cũng một cái so một cái mạnh mẽ, thật không biết đến cùng tu luyện thế nào. Nghe nói là Dương Sư thay Sư thu đồ, ngay cả hắn cũng gọi một tiếng Sư Huynh. Có Dương Sư tự mình chỉ điểm, lại có huyết mạch tinh thuần Trương gia, tuổi còn trẻ có tài nghệ như thế cũng không tính quá đáng. Được rồi chư vị, chúng ta có chuyện gì, về sau có thể trò chuyện tiếp. Có rất nhiều cơ hội, chậm trễ giờ lành sẽ không tốt. Lạc Khinh Trần đi tới trước mặt. Bất kể đón dâu hay kết hôn, đều sẽ chọn thời cơ tốt nhất, đại gia tộc như Lạc gia, tự nhiên càng thêm cẩn thận. Biết những thứ này, mọi người đều nhẹ gật đầu, tránh ra thông đạo. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau lưng Lạc Khinh Trần, đi đến giữa gian phòng.
trên chỗ ngồi chính giữa, ngồi Hưng Kiếm Thánh cùng Dương Sư. Đối diện là một trung niên rất uy nghiêm, dung mạo có chút tương tự Lạc Huyền Thanh, không cần đoán, liền biết hẳn là cha của tiểu công chúa, nhạc phụ tương lai. Lạc Huyền Thanh đứng ở phía sau, bên cạnh hắn là một cô gái thanh tú động lòng người, trên đầu mang theo khăn voan màu đỏ, che giấu toàn bộ dung mạo. Nhược Hy, toàn thân Trương Huyền siết chặt, nhịn không được vui mừng. Mặc dù cùng người yêu phân biệt chỉ có mấy tháng, nhưng cảm giác giống như mấy năm, ngày đêm tưởng niệm. Biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cố nén nhớ nhung, Trương Huyền đang muốn nghe bọn họ làm sao thảo luận hôn sự, trong lòng đột nhiên nghi ngờ. Sao dáng người có chút không giống nhau lắm? Lạc Nhược Hy cùng hắn là quan hệ tình lữ, hai người ở Khư Ngô cung tư định chung thân, mặc dù thời gian chung đụng không nhiều, nhưng dáng người, khí chất biết hết sức quen thuộc, dù sao cũng ôm hôn mấy lần, nữ hài trước mắt được vải đỏ che lấp, tuy dáng người không thể chê được, nhưng lần đầu tiên cảm giác tựa hồ có chút khác biệt. Chẳng lẽ, lúc trước nàng không chỉ che đậy dung mạo, cũng ngụy trang dáng người. Chương 3002, biến cố lớn 2. Trương Huyền cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó hắn chỉ chú ý, đối phương ngụy trang dung mạo, còn dáng người thì không lưu tâm, sẽ không phải dáng người cũng có ngụy trang chứ, đây mới là dáng người chân chính của nàng. Huyền Nhi, chúng ta thương định, về đến gia tộc sẽ tiến hành đại hôn, không biết ý của ngươi như nào. Trương Huyền đang miên man suy nghĩ, xoắn suýt có muốn dùng thần thức hoặc minh lý chi nhãn đảo qua xem một chút hay không, liền nghe thanh âm của Hưng Kiếm Thánh vang lên. Đương nhiên không có vấn đề. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Cưới Lạc Nhược Hy, là ước muốn của hắn, bây giờ đang ở trước mắt, làm sao có thể cự tuyệt. Vậy thì tốt rồi, quyết định như vậy đi, vừa vặn có nhiều bằng hữu như vậy nể mặt đến đây, vậy cùng đi Trương ra uống chén rượu mừng. Hưng Kiếm Thánh cười ha ha một tiếng, tràn đầy vui vẻ. Đó là tự nhiên. Ly rượu mừng này, nhất định phải uống. Mọi người đồng thời ôm quyền. Vậy thì tốt, chuẩn bị lên đường đi. Đã thương định xong các loại quá trình đại hôn, việc khác sẽ không cần Trương Huyền nhiều lời. Hưng Kiếm Thánh đứng dậy, thấy nhi tử còn có chút đần đột, nhịn không được cười nói. Còn không đưa thê tử lên kiệu hoa. Vâng. Trương Huyền vội vàng gật đầu, đi tới trước mặt nữ hài, đang định dắt tay đối phương, liền nghe phía ngoài đột nhiên ồn ào kịch liệt. Ngay sau đó một đạo sóng khí sôi trào lên, nổ vang trên không. Chuyện gì xảy ra? Lạc gia gia chủ đột nhiên đứng dậy, nhìn ra phía ngoài. Bẩm báo gia chủ, không tốt, có hai người ngạnh xông vào, chúng ta không ngăn cản nổi. Một tộc nhân Lạc gia vội vã vọt vào. Hai nhà Trương, Lạc Thông gia, nhiều cao thủ như vậy hội tụ, có người dám tới làm loạn. Ta xem một chút đến cùng là ai ăn tim gan báo. Lạc gia gia chủ sầm mặt lại. Hôn lễ long trọng như vậy, vô số cường giả đến, lại còn dám tới làm loạn, lá gan quá lớn đi. Hẳn là hắn. Lông mày Trương Huyền dương lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía đám người Trịnh Dương, chỉ thấy mấy học sinh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trước đó suy đoán, kẻ cầm đầu bắt Phiên Đào, Triệu Nhã, sẽ ở lúc này xuất hiện, hiện tại gây ra biến cố, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Đi qua nhìn một chút. Trương Huyền kìm nén không được nữa. Theo sát Lạc gia gia chủ đi ra ngoài. Vừa ra ngoài phòng, liền thấy hai bóng người chậm rãi đi tới, các trưởng lão Lạc gia cùng rất nhiều cao thủ nhao nhao lui về phía sau, không phải địch thủ. Chẳng lẽ là bọn họ bắt Triệu Nhã? Theo dòng người, Trương Huyền nhìn sang, chỉ thấy xuất thủ là một đồng tử không lớn, bộ dáng chỉ 13-14 tuổi, mà phía sau hắn, thì là nữ tử mang mạng che mặt, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng từ dáng người, liền có thể biết. Tuyệt đối là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một. Dáng người nàng. Đang muốn lệnh đám người lộ xung đi qua bắt đối phương lại, thân thể Trương Huyền đột nhiên chấn động, cứng ngắc. Phần phật. Đúng lúc này, mạng che mặt trên mặt nữ tử chậm rãi rơi xuống, lộ ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, để cho người ta nhìn một cái sẽ điên cuồng. Hỏa Nguyên Thành, mở rộng nội tâm, Khư Ngô Cung, ước định tam sinh. Trương Huyền, người cùng ta thề non hẹn biển. Lại ở nơi này cùng người khác thành hôn. Con mắt của nữ tử có chút ửng hồng. Lạc Nhược Hy, ngươi. Trương Huyền như gặp phải sét đánh, trong đầu hỗn loạn. Nữ tử xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, chính là nữ tử duy nhất để hắn động tâm, hơn nữa ước hẹn sinh tử, Lạc Nhược Hy. Nhược Hy ở đây, như vậy tiểu công chúa là ai? Trương Huyền vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy nữ hài vén lên khăn voan. Lộ ra một dung mạo giống như đã từng quen biết,
đẹp làm người ta hít thở không thông. Thất thất, Trương Huyền ngây người tại chỗ. Chương 3003, ai dám tổn thương hắn? 1. Nữ tử trước mắt này, mặc dù so với Lạc Thất Thất trước kia thấy qua, đẹp không chỉ gấp 10 lần, nhưng khí chất, ánh mắt, nhất cử nhất động, vẫn như cũ có thể thấy được, chính là học sinh đối với hắn hâm mộ ngợi khen, tràn đầy quyến luyến luyện đan, Lạc Thất Thất. Quen biết ở Huyễn Vũ Đế Quốc, nghiêm túc học tập, cố gắng tu luyện, chưa hề trái qua mệnh lệnh, cũng không có biểu hiện ra thân phận, để cho người ta sinh thương yêu. Thanh Nguyên Thành từ biệt, chân tình thổ lộ, một câu ta đối với ngươi không chỉ là ưa thích, làm cho người ta tan nát cõi lòng. Vốn cho rằng lần trước từ biệt, sẽ khó gặp lại, nằm mơ cũng không ngờ tới. Lần nữa gặp mặt, lại là tình cảnh như vậy. Sao tiểu công chúa lại là Thất Thất? Trương Huyền chỉ cảm thấy cả người sắp sụp đổ. Từ trước đến nay, hắn đều cho rằng Lạc Nhược Hy chính là Lạc gia tiểu công chúa, vì cùng với nàng, liều mạng cố gắng, thậm chí cố ý đi tìm Trương gia phiền phức, cố ý tiếp cận Lạc Huyền Thanh. Thậm chí còn chuyên môn dùng thư viện dò xét qua. Hiện tại đột nhiên nói Thất Thất là tiểu công chúa, Lạc Nhược Hy không phải. Đầu óc sắp nổ tung, khó mà tiếp nhận. Lạc lão sư, nhìn về phía Lạc Nhược Hy cách đó không xa, thân thể Lạc Thất Thất cũng run lên. Nàng biết Trương sư đối với mình chỉ là ưa thích bình thường, không phải là tình yêu nam nữ, nguyên nhân chính là như vậy, nghe đối phương tràn đầy hưng phấn đến đây đón dâu, nàng có chút hoảng hốt, vẫn muốn để ca ca xác nhận. Hiện tại Lạc Nhược Hy xuất hiện, giờ mới hiểu được, sẽ không phải coi nàng thành đối phương chứ. Hắn chân chính ưa thích, chẳng lẽ là vị này, danh sư của Hồng Viễn Đế Quốc, Lạc sư. Nếu không, nàng nói Hỏa Nguyên Thành mở rộng nội tâm, Khư Mô cùng ước định tam sinh là có ý tứ gì? Trong lòng như đao cắt, vừa rồi hạnh phúc trong chớp mắt hóa thành dòng nước, thân thể mềm mại dừng ở tại chỗ, không ngừng run rẩy, cả người có chút hoảng hốt, nói không ra lời. Tuy dùng Tĩnh Không Châu phong ấn tu vi, tai hại rất nhiều, tu vi không đạt tới cảnh giới nhất định, một số ký ức không cách nào khôi phục, nhưng vị trước mắt này quả thực làm nàng động tâm, đi vào nội tâm, dù lúc trước hay hiện tại ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ hy vọng có một ngày, nam nhân mình thích có thể ở dưới tình huống muôn người chú ý cưới về nhà chồng. Nhiều cao thủ như vậy tự thân tới chúc mừng, quả thực là muôn người chú ý. Nhưng đoán chúng mở đầu, lại không đoán được kết quả. Khó trách lúc trước Trương sư một mực cự tuyệt, bất kể như thế nào cũng không chấp nhận, thậm chí nói sang chuyện khác. Nguyên lai khi đó đã có người ưa thích, chính là vị trước mắt này. Nếu không đối phương cũng không có khả năng ở lúc này xông tới, nói ra lời như vậy. Thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, Lạc Thất Thất như ngu ngốc rồi. Người đã nói sẽ chờ ta, bất kể khó khăn đi nữa, cũng muốn cùng một chỗ. Không để ý tới ánh mắt bốn phía, Lạc Nhược Hy nhìn qua. Nàng bởi vì thân thế, từ trước tới nay không dám có cảm tình, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều lạnh lùng như băng, nhưng tâm lạnh lùng, bị vị trước mắt này dần dần hòa tan. Khưu Ngô cung thề non hẹn biển, chả bất cứ giá nào cũng nguyện ý, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, liền cùng người khác thành thân, đây là chân tình. Ngươi hiểu lầm, ta. Thấy bộ dáng của nàng, Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Ta vẫn cho rằng Lạc gia tiểu công chúa là ngươi. Ta. Lạc Nhược Hy nghi ngờ. Đúng, ngươi không nói qua thân phận của mình, thực lực mạnh mẽ, lại thêm họ Lạc, ta mới cho rằng. Là Lạc gia công chúa luyện hóa Tĩnh Không Châu. Trương Huyền chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Không biết giải thích như thế nào. Người khác nhận sai ngược lại cũng thôi, nhận sai bạn gái, đây là thọ tinh treo cổ, chán sống a hát. Nhưng Nhược Hy đi rồi, một câu không nói, cũng không giải thích đến cùng là ai, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực này, đổi lại ai cũng sẽ liên tưởng đến Lạc gia công chúa. Mấu chốt nhất là, cơ duyên xảo hợp, cho tới hôm nay mới thôi, trước đến giờ đều không có gặp mặt Lạc gia công chúa, thậm chí ngay cả hình ảnh cũng không thấy. Thân phận của ta, tạm thời không thể nói. Như vậy đi, hiện tại theo ta đi, ta dẫn người đi một chỗ. Thấy hắn lo lắng, Lạc Nhược Hy dừng lại một chút, cũng không biết là tin tưởng hay không tin, mở miệng nói. Một chỗ, nơi nào? Nghe nàng không có tiếp tục truy cứu, biết có cơ hội giải thích, Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tới ngươi sẽ biết. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, không có nhiều nói, thân thể mềm mại xoay một cái, muốn rời khỏi. Tốt. Trương Huyền trần chờ một chút, cắn răng một cái, muốn đuổi theo. Làm ra ô long như thế lớn, đã khiến đối phương tức giận, nếu như lại mặc cho nàng đi xa,
chỉ sợ kiếp này sẽ không cơ hội gặp lại. Chương 3004, ai dám tổn thương hắn? 2. Chậm đã. Mới đi hai bước, một bóng người ngăn ở trước mặt, chính là Lạc Huyền Thanh, chỉ thấy vị hảo hữu ngày xưa kia, lúc này toàn thân run rẩy, tức giận đến bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trương Huyền, người muốn làm gì, người kia là ai? Lạc huynh, ta có việc. Trương Huyền dừng lại một chút nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái nắm đấm bỗng nhiên giáng xuống. Phần phật. Không khí nổ tung, một quyền này tích xúc tất cả lực lượng của Lạc Huyền Thanh, không khí bị bóp méo, còn chưa tới trước mặt, liền cảm nhận được đau rát, tựa hồ muốn xé rách người. Lạc huynh. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay, Trương Huyền lui về phía sau một bước. Đừng gọi ta Lạc huynh, ta không gánh nổi. Lạc Huyền Thanh gầm lên giận dữ, nắm đấm lít nha lít nhít rơi xuống, phảng phất như muốn đánh người trước mắt thành bánh thịt mới có thể cam tâm. Ngươi! Trương Huyền liên tục trốn tránh, muốn giải thích, lại không biết nói như thế nào. Bản thân cho rằng Lạc Nhược Hy chính là Lạc gia tiểu công chúa, mới đồng ý hôn ước, nhiều người đến đây tham gia đón dâu như vậy, mắt thấy đại hôn sắp tới, đột nhiên rời đi. Nói nhận lầm người, chẳng khác nào xé ra mặt Lạc gia, mạnh mẽ đạp lên mặt đất, đổi lại ai cũng sẽ không chịu nổi. Là nam nhân thì đừng có trốn tránh, cùng ta đánh, hoặc là ta giết, dẫm lên thi thể của ta rời đi, hoặc giải thích rõ ràng cho ta, người kia là ai, cùng ngươi quan hệ thế nào. Lạc Huyền Thanh gào thét, không ngừng tấn công, như mọc ra tám cánh tay, trong tức giận, lực lượng cuồng bạo, mặc dù chỉ là thánh vực bát trọng sơ kỳ, nhưng phát huy ra lực lượng có thể so với động hư cảnh đỉnh phong. Lạc huynh, ta. Trương Huyền lần nữa lui về phía sau. Đủ rồi. Ta nói không nên gọi ta là Lạc huynh, ta không chịu đựng nổi. Liên tục công kích không trúng đối phương, Lạc Huyền Thanh cắn răng, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bạo tăng, thời gian nháy mắt liền đạt đến một mức độ kinh người. Lực lượng huyết mạch. Hắn không có chút cố kỵ nào, trực tiếp vận dụng lực lượng huyết mạch. Tê Lạp. Lạc Huyền Thanh thi triển lực lượng huyết mạch, thực lực nhanh chóng bạo tăng, một cái chớp mắt đã có thực lực thánh vực cửu trọng sơ kỳ, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện. Bỗng nhiên nhanh chóng đâm tới. Một kiếm này so với nắm đấm vừa rồi mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, nhắm thẳng vào mi tâm, xé rách không gian. Bản thân Lạc gia liền am hiểu khống chế không gian, lại thêm vận dụng lực lượng huyết mạch, lần này sức mạnh công kích vậy mà đáng sợ hơn vũ không cảnh đỉnh phong, xem như loại cường giả này, cũng chống lại không được. Bất quá mặc dù Trương Huyền là vũ không cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với đại thánh, lần nữa nhoáng một cái, tránh khỏi. Lạc huynh, lần này là ta không đúng, trở lại sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi. Không cần trở lại, cũng không cần giải thích, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ầm ầm, trường kiếm mang theo uy thế xé rách không gian, tiếp tục bổ tới, một chiêu tiếp theo một chiêu, liên tục mấy chiêu chồng chất lên nhau, bốn phía tựa như tạo thành không gian phong bạo. Nếu như đâm chúng ta, ngươi có thể thoải mái chút, liền động thủ đi. Thấy đối phương không cách nào khuyên can. Cũng biết sai lầm ở bản thân, Trương Huyền không trốn tránh nữa, ngừng lại. Phốc! Trường kiếm đâm thấu vai, xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Chết! Đâm thủng bờ vai của hắn, Lạc Huyền Thanh cắn răng một cái, trường kiếm bỗng nhiên run lên, ý định tiếp tục đánh xuống. Bất quá mới nhúc nhích một chút, liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cầm cố lại, muốn nhúc nhích cũng làm không được. Người Lạc Nhược Hy ta ưa thích. Ta xem các ngươi ai dám tổn thương hắn. Ầm ầm, một cỗ sóng khí kéo tới, Lạc Huyền Thanh liên tục lui về phía sau, trường kiếm trong tay cũng không giữ được, thẳng tắp bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở phía xa, không thấy tung tích. Chương 3005, đồng tử 1. Láo xược, người đâu, bắt yêu nữ này lại cho ta. Thấy nữ hài ra tay ngăn Lạc Huyền Thanh, lúc này Lạc gia gia chủ cũng rốt cuộc minh bạch, khuôn mặt âm trầm, hét lớn một tiếng. Ngày hôm nay nếu mặc cho nữ tử này mang Trương Huyền đi, chỉ sợ Lạc gia bọn họ không còn là bay lên, mà biến thành trò cười của toàn bộ đại lục. Vâng. Dầm. Tiếng nói kết thúc, hơn 10 vị trưởng lão Lạc gia bay lên, thời gian nháy mắt vây Lạc Nhược Hy cùng đồng tử bên người nàng vào giữa. Đừng. Không nghĩ tới sự tình chớp mắt biến thành như vậy, Trương Huyền tràn đầy lo lắng, có điều vừa mới động đậy, đồng dạng cảm thấy thân thể siết chặt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai vị trưởng lão Lạc gia đồng thời ra tay, bao vây không gian chung quanh hắn. Yêu nữ, đã tới, ngày hôm nay liền ở lại chỗ này đi.
Lạc Khinh Trần hừ nhẹ, chập ngón tay làm kiếm nhấn tới. Vẻ mặt nữ hài thản nhiên, lần nữa khôi phục lại vắng vẻ trước kia, mí mắt vừa nhấc, đang muốn ra tay, chỉ thấy đồng tử ở một bên tiến về phía trước một bước. Tiểu thư, những gà đất chó sành này, để cho ta tới xử lý, không cần thiết dơ bẩn tay tiểu thư. Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ không động đậy, giống như đối với vị Lạc gia đại trưởng lão này công kích, không thèm để ý chút nào vậy. Chết! Không nghĩ tới đối phương bất cẩn như vậy, Lạc Khinh Trần tức giận sắp nổ tung, kiếm mang hung mãnh, một tiếng gào thét, cắt phá không gian. Ngay lúc sắp rơi vào trên người Lạc Nhược Hy, đồng tử nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới trước mặt, hai ngón tay chảo một cái. Ba! Kiếm mang lập tức nổ tung ra. Nằm xuống đi. Đánh tan kiếm khí của đối phương, đồng tử lật bàn tay một cái. Lạc Khinh Trần chỉ cảm thấy giống như thiên địa phá vỡ, cả người trọng tâm không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Đồng loạt ra tay. Lạc Khinh Trần nhìn không được nữa, lên tiếng hét lớn. Đồng tử trước mắt này, thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi, nằm mơ cũng không có nghĩ đến cường đại như thế. Tất cả trưởng lão vây chung quanh, thấy đại trưởng lão chịu thiệt, tất cả đều không dám do dự, đồng loạt ra tay. Hơn 10 vị trưởng lão, thấp nhất cũng đạt đến thánh vực cửu trọng, đồng thời ra tay, lực lượng tựa như mưa to, thời gian nháy mắt tạo thành một vòng sáng hình tròn, xé rách tới đồng tử. Bốn phía vòng sáng không gian xuất hiện vết rách, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện liền xé nó rách vỡ nát, ở trung tâm, gió lốc tuôn ra, cho dù thánh khí tuyệt phẩm tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng sẽ phút chốc biến mất, dừng lại chẳng qua một cái hô hấp. Là phục ma quyển của Lạc gia, chiêu này ta cũng ngăn cản không nổi. Vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc. Thực lực cá nhân của những trưởng lão Lạc gia này, mỗi một cái không tính quá mạnh, nhưng liên hợp chung một chỗ liền đáng sợ. Cho dù Dương Sư đạt tới đại thánh bất hủ cảnh cũng khó có thể chống lại. Ha ha, có ý tứ. Đối mặt chiêu này, đồng tử vẫn không có bất kỳ bối rối, năm ngón tay duỗi dài, giống như biến thành cành cây lan tràn, nhẹ nhàng điểm trên không chung một cái. Chương 3006, đồng tử 2. 3. Không gian lay động, giống như mặt hồ yên bình ném đi một cái đá. Gợn sóng sao động, vòng sáng lan tràn về phía trước, lệch khỏi mục tiêu tấn công nguyên bản, bắn về phía bầu trời, thời gian nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đây là, khuấy động không gian, đồng tử này có thực lực gì? Ánh mắt của Dương Sư co rụt lại, giật nảy mình. Vốn cho rằng một đồng tử mà thôi, có thể ngăn cản Lạc Khinh Trần liền để cho người ta kinh ngạc, nằm mơ cũng không ngờ tới, tiện tay ngăn lại phục ma quyển mạnh nhất của Lạc gia, chuyển rời lực lượng đến bên ngoài. Cái này đã không thể kinh khủng. Khuấy động không gian, đó là cái gì? Một bên Hưng Kiếm Thánh nhịn không được hỏi. Ngay cả hắn, đối với vừa rồi đồng tử thi triển chiêu số, cũng không có thấy rõ. Phục ma quyển là một vị tiền bối của Lạc gia sáng lập ra hợp kích trận pháp, liên hợp 21 vị cao thủ, tạo thành ba bắt đầu trận, tập hợp lực lượng, hình thành vòng tròn cắt chém không gian, tu luyện giả bình thường đụng tới, bất kể trốn tránh như thế nào cũng sẽ bị khí tức khóa chặt, khó mà trốn tránh. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới nói xem như ta, cũng chưa chắc có thể chống lại. Vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc. Bất quá đồng tử này, nhẹ nhàng điểm một cái, khuấy động không gian lên, phá giải dễ như trở bàn tay. Nếu xem không gian như một tấm vải, phía trên xông lại một đám kiến. Chỉ cần phủ tới, liền không khả năng tránh né. Nhưng nhảy ra bên ngoài vải, nhấc nó lên, kiến sẽ xông về một chỗ khác, không có quan hệ gì tới ngươi. Không gian khuấy động, đúng là như thế. Khuấy động cả không gian, coi như phục ma quyển có thể cắt chém, cũng sẽ theo không gian định sẵn tiếp tục tiến lên, không còn uy hiếp gì nữa. Cái này, toàn thân Hưng Kiếm Thánh chấn động. Xé rách không gian, hắn cũng có thể làm được. Nhưng cái này rõ ràng còn muốn đáng sợ hơn xé rách. Một đồng tử cũng lợi hại như vậy, nữ tử mà nhi tử ưa thích này, đến cùng là người nào? Không chơi nữa, đều nằm xuống đi. Một chiêu phá vỡ Lạc gia liên hợp thành phục ma quyển, đồng tử cười một tiếng, lần nữa chụp lại. Dầm! Đám người Lạc Khinh Trần cũng không chống lại được, nhao nhao từ trên không trung rơi xuống, từng người vẻ mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Khởi động hộ tông đại trận. Không nghĩ tới vị trước mắt này đáng sợ như thế, Lạc gia gia chủ nhìn không được nữa, trong tay lơ lửng một cái lệnh bài, một cỗ năng lượng kịch liệt sao động ra, thời gian nháy mắt, bầu trời giống như bị phong tỏa. Lạc gia là gia tộc mấy vạn năm trước liền truyền thừa xuống, hộ tông đại trận mạnh mẽ vô song,
một khi khởi động, tìm không thấy phương pháp phá giải, xem như Dương Sư cũng chỉ có thể bị nhốt ở trong đó. Lúc trước sở dĩ Trương Huyền có thể nhẹ nhõm từ Trương gia rời đi, là bởi vì mượn thư viện tìm được sơ hở, bất kỳ trận pháp gì, ở trước mặt hắn đều giống như mỹ nữ cởi y phục, không có chút bí mật nào đáng nói, tự nhiên không còn uy hiếp. Nhưng đối với những người khác liền không đồng dạng. Bao vây không gian, rất nhiều bí pháp không gian không thể sử dụng, thực lực thoáng cái sẽ hạ thấp 7-8 phần 10, trong trận pháp còn có đủ loại công kích, cường giả bất hủ cảnh rơi vào trong đó, cũng sẽ luống cuống tay chân, khó mà trốn tránh. Lạc gia gia chủ thấy nhiều trưởng lão liên hợp cũng không thể chế ngự đối phương, vừa ra tay liền thi triển ra trận pháp ẩn giấu. Lạc gia hộ tông đại trận, coi như không tệ, có điều muốn vây khốn ta, còn ngây thơ chút. Đồng tử cười một tiếng, bỗng nhiên bay lên. Ầm ầm. Trận pháp lập tức vận chuyển, giống như vô số dây thừng quấn quanh đến, tựa như muốn xé hắn thành bột phấn. Lông mày đồng tử dương lên, 10 ngón tay xòe ra, bắt tới hai bên, nhẹ nhàng kéo một phát. Ầm ầm. Trận pháp sụp đổ, khí tức cuồng bạo bắn ra bốn phía, hộ tông đại trận của Lạc gia ở dưới hắn xé ra, vậy mà không chịu nổi, linh khí phân tán bốn phía. Còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ thi triển đi. Một chiêu giải quyết hộ tông đại trận của Lạc gia, đồng tử chắp hai tay sau lưng, lơ lửng trên không, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 3007, thất, thật xin lỗi một. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đồng tử trên không, biểu lộ giống như gặp quỷ. Hộ tông đại trận của Lạc gia, vài vạn năm qua ngăn trở không biết bao nhiêu cao thủ, ngăn cản không biết bao nhiêu lần tấn công, ở trước mặt một đồng tử nho nhỏ, ngay cả một cái hô hấp cũng không chịu đựng nổi. Đến cùng làm sao làm được? Cái tên này, đến cùng thực lực như thế nào? Vô số cường giả đều nuốt nước bọt, khó có thể tin. Người này, trước kia từng gặp chưa? Loại thực lực này, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là rất nổi danh mới phải, làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Ta cũng chưa từng thấy qua, đột nhiên xuất hiện. Đồng tử cũng cường đại như vậy, vị tiểu thư kia thì sao? Đến cùng có thân phận gì? Vô số gia chủ thánh nhân quý tộc, tất cả đều kìm lòng không được lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Thực lực của bọn hắn, ở trong mắt người bình thường rất bất phàm, nhưng ở trước mặt loại cường giả cấp bậc này, hơi không cẩn thận sẽ bị tiện tay bóp chết, năng lực phản kháng cũng không có. Căn bản không phải một cấp bậc. Ngươi, thấy đồng tử lơ lửng trên không, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đánh bại tất cả trưởng lão liên thủ cùng hộ tộc đại trận của gia tộc, vẻ mặt Lạc gia gia chủ lúc đỏ lúc trắng, kìm nén không được xoay người ôm quyền. Xin Dương Sư ra tay. Tuy Lạc gia có át chủ bài, nhưng không thể tùy tiện sử dụng, hiện tại Dương Sư ở trước mặt, chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Không cần Lạc gia chủ nói, ta cũng sẽ ra tay. Dương Sư nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lúc nào đại lục xuất hiện một vị cường giả như vậy, ta thế mà cũng không biết, xem ra thật sự là già rồi. Hô! Tiếng nói kết thúc, Dương Sư từng bước một đi lên không. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi đi một bước, dưới chân sẽ bắn ra một đạo quang mang, không gian càng thêm vững chắc, giống như bị một cỗ lực lượng đặc thù khóa lại. Đồng tử vốn không thèm để ý chút nào, nhưng nhìn thấy Dương Sư đi tới, lông mày nhíu một cái. Ngươi là ai? Lạc gia hẳn còn không có loại cường giả này nha. Tại hạ Dương Huyền. Dương Sư ôm quyền. Danh sư Đường Dương Huyền. Đồng tử bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó ôm quyền. Đây là sự tình của tiểu thư nhà chúng ta cùng Trương Sư, Lạc gia, mong Dương Sư không nên nhúng tay. Danh sư Đường có trách nhiệm bảo vệ đại lục ổn định. Người ở Lạc gia ra tay đánh nhau, xem anh hùng thiên hạ không ra gì, mặc dù ta cao tuổi, nhưng thân là danh sư, phải có trách nhiệm ngăn cản. Dương Sư cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, để ta nhìn một chút, đệ nhất nhân trong truyền thuyết đến cùng có loại thực lực nào. Lông mày đồng tử dương lên, song trưởng đan sen, tùy thời muốn ra tay, đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Được rồi, xuống đây đi. Lạc Nhược Hy nhìn lại. Vâng. Đồng tử không dám nói nhiều, bàn tay thu lại, lần nữa trở lại sau lưng nữ hài. Dường như trong lòng Dương Sư còn có kiêng kỵ, thấy đối phương dừng tay, cũng không nói thêm lời. Trương Huyền, chúng ta đi thôi. Lạc Nhược Hy hừ nhẹ một tiếng, cũng không thấy có bất kỳ động tác, Trương Huyền cảm thấy toàn thân buông lỏng, áp bức ở trên người lập tức tiêu tán. Thấy đồng tử cũng không đả thương người, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm,
nhẹ gật đầu, xoay người nhìn về phía nữ hải cách đó không xa, ánh mắt lại có chút mê man. Trong lòng Trương Huyền tê dần, nhịn không được nữa đi tới trước mặt. Thất thất, thật xin lỗi. Hắn là thật có lỗi với cô gái này. Hai nhà Trương, Lạc Thông gia, huyên náo lớn như thế, vô số gia tộc đích thân đến, kết quả mình xoay người rời đi, đối với đối phương mà nói, tuyệt đối là tổn thương cực lớn. Vì cái gì? Lạc Thất Thất không ngừng run rẩy, dường như đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Trong mắt người ngoài, nàng là siêu cấp thiên tài thiên phú có 102, phá vỡ vô số ghi chép, nhưng người chân chính nhận biết nàng mới biết, chỉ là tiểu nữ hài không có cảm giác an toàn gì, tâm tư đơn thuần. Nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Huyền Thanh mới mỗi giờ mỗi khắc bảo vệ, sợ nàng chịu thiệt, hoặc bị người khác lừa. Ta! Trương Huyền không biết trả lời như thế nào. Hắn không muốn thương tổn đối phương, cho nên đối với nàng thổ lộ, chưa hề chính diện trả lời. Vốn cho rằng, thế giới hai người khác biệt, nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ là loại kết cục này. Chương 3008, thất thất, thật xin lỗi hai. Không muốn thương tổn, nhưng làm ra tổn thương lớn nhất, không muốn chạm phải, nhưng chạm phải sâu nhất. Ta vẫn cho là, ngươi là công chúa của Bạch Viễn Đế Quốc. Trương Huyền dừng lại một chút nói. Lúc trước, Thanh Nguyên Đế Quốc từ biệt, Ngọc Phi Nhi nói, lúc trước Lạc Thất Thất đi Hồng Viễn Học Viện, là bởi vì có tín vật của Bạch Viễn Đế Quốc, hẳn là công chúa nơi đó, làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ dính líu quan hệ với Lạc gia. Vì không cho tộc nhân tìm tới, ta mượn dùng lực lượng Tĩnh Không Châu, phong ấn huyết mạch cùng Tu Vi, tuy Tĩnh Không Châu bị ta luyện hóa, lại không tiếp xúc đến bí ẩn cấp độ càng sâu. Bởi vậy, còn có chút lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế, sau khi bị phong ấn, không chỉ thực lực rơi xuống hóa phàm cảnh, một số ký ức cũng bị phong ấn. Mấu chốt nhất là, cần thực lực từ từ đột phá, đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể phá vỡ. Đây cũng là nguyên nhân ở địa cung, biết ngươi gặp nguy hiểm, lại không cách nào xuất thủ cứu giúp. Không có trực tiếp trả lời hắn, Lạc Thất Thất lẩm bẩm nói. Trương Huyền gật đầu. Nhìn thấy vị trước mắt này là đối phương, cũng đoán được không ít. Ở trên đại lục quả thực có chút bí pháp, có thể phong ấn tu vi cùng huyết mạch người, nhưng nhất ẩm nhất trác, tự có định số, uy lực lớn như thế, nhất định phải có tổn thương, giống như mẫu thân Triệu Nhã lúc trước, phong ấn huyết mạch, ẩn trốn cổ địa, gả cho cha Triệu Nhã, người sau ở chung nhiều năm, cũng không thể nhận ra. Còn nàng vì sao là học viên năm thứ hai danh sư học viện, thật ra thì thời gian nàng rời Thánh Tử Điện không dài, không đủ một năm, nhưng Hồng Viễn danh sư học viện chỉ cần thực lực cùng cấp bậc danh sư đủ, liền có thể tấn cấp, không phải dần dần từng bước, theo thời hạn tấn thăng. Những sự tình này có thể lý giải, chỉ bất quá còn có chút nghi vấn, không làm rõ ràng được. Cái kia chính là, Lạc gia tiểu công chúa là diễn hư thể, không cách nào dùng thư viện dò xét, nhưng hắn từng dò xét qua Lạc Thất Thất, cũng không biểu hiện thân phận, chẳng lẽ loại thể chất này, ngay cả thư viện cũng có thể giấu giếm. Thậm chí còn cho ra đáp án sai lầm. Nếu thực như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Bất quá liên lụy đến thư viện, chuyện này không thể hỏi thăm, chỉ có thể về sau từ từ tìm kiếm đáp án. Thời điểm ở Lạc gia, ta từng có ân với hoàng thất của Bạch Viễn Đế Quốc, mặc dù phong ấn tu vi, nhưng để hắn giới thiệu một chút, đi vào Hồng Viễn danh sư học viện, ngụy trang thành một danh sư tứ tinh, còn là rất đơn giản, có loại thân phận này, mới có thể để cho tộc nhân không phát hiện được. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, từ lúc vừa ra đời liền chói mắt, người ở bên ngoài xem ra, ánh sáng vạn trượng. Nhưng đối với ta mà nói, thật chỉ muốn làm người bình thường. Cái gì cũng không cần muốn, vô cùng đơn giản, vui vui sướng sướng sống cả đời. Thần sắc Lạc Thất Thất ảm đạm. Mặc dù phong ấn tu vi cùng huyết mạch, để tộc nhân không cách nào tìm, nhưng lấy năng lực cùng thủ đoạn của nàng, để Bạch Viễn Đế Quốc cho tín vật, viết một phong thư giới thiệu, còn là rất đơn giản, giả mạo công chúa của đối phương, khẳng định cũng sẽ không để ý. Chính bởi vì có thân phận giả này, mới có thể ở Hồng Viễn Học Viện lâu như vậy, không có người phát hiện, thậm chí hảo hữu Ngọc Phi Nhi cũng không biết. Trương Huyền giờ mới hiểu được. Đối phương là nhân vật thiên tài nhất của Lạc gia, thật không muốn để cho đối phương tìm ra, khẳng định phải câu mình một thân phận thích hợp, giống như bản thân giả mạo học sinh của Dương Sư, có thứ này, người khác tự nhiên sẽ không xem kỹ. Lần trước ta đã nói, đã có người ưa thích, thật ra thì chính là Lạc Sư, trước đó vẫn cho rằng nàng là người Lạc gia. Mới có loại hiểu lầm này. Trương Huyền hiểu ra, cắn răng một cái nói. Chuyện ngày hôm nay, nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không tổn thương không chỉ vị trước mắt, Lạc Nhược Hy cũng không tiện bàn giao.
Ta đoán được. Lạc Thất Thất nhẹ gật đầu, hai mắt bị nước mắt chiếm hết, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống. Thất Thất, thật xin lỗi. Trương Huyền lần nữa ôm quyền. Biết đối phương là Lạc gia công chúa, rốt cuộc minh bạch lúc trước vì sao có thể lấy ra nhiều linh dược ngàn năm như vậy, cũng rõ ràng vì sao Lạc Thừa Tân sẽ ở sau khi nàng rời đi, đột nhiên xuất hiện, tìm bản thân phiền phức. Hiện tại xem ra, hẳn là Lạc Thừa Tân ở Thanh Nguyên Thành tìm được nàng, mà nàng biết sắp rời đi, bản thân thiếu hụt đồ vật tấn cấp, mới mượn danh nghĩa luyện đan làm tên, mục đích là vì cho mình chút quà tặng. Trước đó Lạc Huyền Thanh nói, muội muội của hắn, bất kỳ chức nghiệp gì cũng học rất nhanh, nhưng luyện đan bình thường, lúc ấy không chú ý, giờ phút này nhớ lại mới hiểu được. Chính là vị trước mắt này. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao địa cung ẩn chứa thân thể Ngô Dương Tử, Huyền Vũ Đế Quốc, thậm chí Hồng Viễn danh sư học viện cũng không thể nào phát giác, mà nàng một danh sư ngũ tinh nho nhỏ, căn cứ phương pháp luyện khí đặc thù, liền tùy tiện tìm ra. Thiên tư của tiểu công chúa, thiên hạ hiếm thấy, cho dù phong ấn ký ức, cũng càng thêm nhạy cảm hơn người bình thường. Đây cũng là vì cái gì, đồng dạng giảng bài, tốc độ tiến bộ của nàng vượt xa đám người Ngọc Phi Nhi, so với đám người Trịnh Dương cũng không hề yếu. Sau khi đến Thanh Nguyên Đế Quốc, tu vi đột phá thánh vực. Mở ra phong ấn, lực lượng huyết mạch không che giấu được nữa, lúc này mới bị tìm ra. Mới có rất nhiều sự tình phía sau. Ngươi, đi thôi. Không biết suy nghĩ của hắn, nhìn thanh niên trước mắt để nàng quyến luyến kia, ánh mắt Lạc Thất Thất mịt mù, khẽ cắn môi, khoát tay áo. Đa tạ. Trương Huyền cúi người, biết nói càng nhiều, mang tới tổn thương càng lớn, hít sâu một hơi, xoay người đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Dầm. Mới vừa đi hai bước. Từng đạo hàn mang vây quanh bốn phía, rất nhiều Lạc gia trưởng lão trước đó bị thương, Lạc Huyền Thanh nhao nhao rút trường kiếm, từng cái trừng mắt nhìn. Trương Huyền, hôm nay ngươi dám đi, sẽ vĩnh viễn là kẻ địch của Lạc gia, hai nhà Trương, Lạc khó có thể điều tiết. Lạc gia gia chủ nhìn không được hét lớn. Không sai, Trương Huyền, hôm nay ngươi dám rời đi nơi này, chính là kẻ địch của Lạc Huyền Thanh ta, Lạc Huyền Thanh ta thề, cố gắng cả đời cũng sẽ chém giết ngươi. Lạc Huyền Thanh cắn răng. Trương Huyền dừng lại một chút, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Chết! Lạc Huyền Thanh nhịn không được nữa, bàn tay cuồn cuộn, lần nữa đập tới Trương Huyền. Dừng tay! Trường thương của Trịnh Dương vẩy một cái, đâm rách trường lực của hắn, đám người Vương Dĩnh, Lộ Xung đồng loạt đứng ở phía sau. Chương 3009, Trương Huyền từ hôn 1. Chiến tử, Vương Dĩnh hội trưởng, các ngươi muốn cùng Lạc gia chúng ta là địch. Lạc gia gia chủ cắn răng. Các loại ân oán, chúng ta mặc kệ, nhưng ai dám tổn thương lão sư, nhất định phải từ trên thi thể ta bước qua. Trịnh Dương tiến về phía trước một bước, ánh mắt như điện. Ai dám bất lợi với lão sư, chính là đối địch chúng ta. Vương Dĩnh cùng Lộ Xung đồng thời đi về phía trước. Ba người phóng thích khí tức, tựa như một tòa núi lớn, tất cả Lạc gia trưởng lão trước đó còn muốn động thủ, giờ phút này đều ngừng lại, động cũng không dám động. Trương gia, Lạc gia ân oán. Bọn họ mặc kệ, cũng không quản được, nhưng người nào dám động thủ với lão sư, chính là đối nghịch bọn hắn. Nói hay lắm. Mộng Kiếm Thánh cũng tiến về phía trước một bước, trường kiếm lăng không, tựa như chiến thần. Nhi tử làm cái gì, ta đều ủng hộ, ai muốn tổn thương hắn, ta liền giết kẻ đó. Ngươi! Sắc mặt La Gia gia chủ tái xanh, quay đầu nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh. Đây cũng là ý tứ của ngươi. Ta! Hưng Kiếm Thánh nghẹn lời. Vốn hai nhà thông gia, tất cả đều vui vẻ, làm sao cũng không có nghĩ đến, cuối cùng biến thành bộ dáng như thế này. Họ Trương, khi đó người từ bỏ nhi tử một lần, lần này còn dám để hắn oan ức, tin ta lập tức mang theo nhi tử rời Trương gia, để ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hay không. Thấy hắn chần chừ, Mộng Kiếm Thánh hét lớn. Cái này, Hưng Kiếm Thánh xấu hổ, ôm quyền khom người. Lạc gia chủ, thật xin lỗi, ta phải bảo vệ nhi tử của ta. Nói xong thân thể nhoáng một cái, đứng ở trước mặt Mộng Kiếm Thánh. Không phải hắn sợ vợ, mà là mắc nợ hài tử quá nhiều. Rất tốt, xem ra các ngươi là muốn Trương gia và Lạc gia triệt để đoạn tuyệt. Lạc gia gia chủ cắn chặt hàm răng, tức sắp nổ tung. Đã như vậy, tất cả trưởng lão nghe lệnh, phong tỏa không gian, không để cho người Trương gia chạy đi. Vâng, rầm rầm, tất cả trưởng lão đồng thời nhận được mệnh lệnh, đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, không gian bốn phía bị phong tỏa, truyền tống trận cũng không thể sử dụng, chớ nói chi là một số thủ đoạn không gian,
đệ tử Trương gia chuẩn bị kỹ càng, thề sống chết bảo vệ tộc trưởng. Thấy bọn họ động thủ, một vị trưởng lão Trương gia hét lớn. Hai nhà đã trở mặt, vậy thì không có gì có thể ngụy trang, trực tiếp đánh đi. Cái này, sớm biết như vậy, liền không nên tới tham gia a. Không nghĩ tới, hai gia tộc vốn ngọt như mật, thời gian nháy mắt náo thành như vậy, rất nhiều thánh nhân quý tộc, từng cái run lẩy bẩy, không biết nên lựa chọn ra sao. Trợ giúp Lạc gia, chẳng khác nào đắc tội Trương gia, trợ giúp Trương gia, chẳng khác nào đắc tội Lạc gia. Việc hôm nay xem ra bất kể như thế nào, cũng khó mà thu chàng. Tất cả đều dừng tay. Ngay thời điểm hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng, một thanh âm vang lên, Lạc gia tiểu công chúa Lạc Thất Thất chậm rãi đi về phía trước. Ông, mi tâm nàng có một viên châu bay ra, trên không trung nhẹ nhàng chấn động, bốn phía phong tỏa không gian lập tức nghiền nát, lần nữa khôi phục bộ dáng trước đó. Tĩnh Không Châu, trấn tộc chi bảo của Lạc gia, vừa xuất hiện, thiên địa rách nát, mang theo uy áp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Thất, không nghĩ tới con gái ngăn cản, Lạc gia gia chủ tràn đầy lo lắng. Muội muội, cũng không biết vì sao muội muội muốn làm như vậy, Lạc Huyền Thanh không hiểu ra sao. Cha, ca ca, chư vị trưởng lão, sự tình của ta hy vọng mình có thể giải quyết. Hốc mắt Lạc Thất Thất đỏ bừng, ôm quyền. Cái này, chương 3010, chương Huyền Từ hôn 2. Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của con gái, Lạc gia gia chủ tan hết lửa giận, hóa thành dịu dàng. Thôi được, nếu có oan ức, thì nói cho phụ thân, tuy những năm này cha ngươi không có tiến bộ gì, nhưng quyết không cho người bắt nạt đến trên đầu con gái lại thờ ơ. Cảm ơn cha. Lạc Thất Thất nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt mang theo thảm thiết. Lão sư, người đã từng nói, nếu có người bắt nạt ta, sẽ thay ta làm chủ. Lời này, còn giữ lời không? Ta. Trương Huyền sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc trước ở Thanh Nguyên Thành phân biệt, nữ hài từng hỏi hắn, nếu có người bắt nạt nàng thì làm sao bây giờ, câu trả lời của hắn là, vi sư thay ngươi làm chủ. Lời nói vẫn quanh quẩn bên tai, mà cảnh tượng trước mắt lại trở thành như vậy. Người bắt nạt nàng, là bản thân, muốn làm chủ, lại nên làm như thế nào? Là ta có lỗi với ngươi, từ hôm nay trở đi, hôn ước của Trương gia cùng Lạc gia xóa bỏ, ngươi rốt cuộc không cần bị hôn ước hạn chế, có thể tự do tự tại. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Hiện tại quả thực không cách nào thay nữ hài làm chủ, duy nhất có thể làm, chỉ có một. Chính là từ hôn, trả lại nàng tự do. Từ hôn ư? Lạc Thất Thất lắc đầu, ánh mắt mập mờ, không biết nhìn về phương nào, khóe miệng lộ ra cười khổ. Đồ vật ưa thích, chưa hẳn thật sự có thể một mực nắm giữ, giống như đồ vật lúc trước nghiền nát vậy, dù dùng hết thủ đoạn, cũng không có khả năng giống như lúc đầu. Từ hôn là tự do, nhưng người ta thích kia, sẽ đi thật xa, sẽ không trở về. Con người của ta cố chấp, không đồng ý từ hôn. Ngươi, đây là tội gì? Trương Huyền bất đắc dĩ. Ngươi tuyên bố từ hôn, chí ít có thể để cho Lạc gia bảo tồn mặt mũi. Ta biết, nhưng, ta không muốn. Lạc Thất Thất nói. Nếu như nàng nói từ hôn, chuyện ngày hôm nay tuy khó chịu nổi, nhưng chí ít mặt mũi Lạc gia vẫn còn, không đến mức quá mất mặt, nhưng thật muốn làm như vậy, cùng lão sư sẽ triệt để chặt đứt, không còn khả năng gặp nhau. Người nàng cảm mến, nhưng lại là kết quả này, không thể nào tiếp thu được, cũng không muốn tiếp nhận. Ngươi hẳn phải biết, ta là khẳng định sẽ từ hôn. Trương Huyền nói, đã nhận định người là Lạc Nhược Hy, hôn ước bên này, nhất định phải hủy, nếu không, là không chịu trách nhiệm. Đồng dạng là chỗ yêu mến, hắn cũng không muốn để cho người mình ưa thích nhận oan ức. Vậy lão sư ngươi tới hủy đi. Lạc Thất Thất lẩm bẩm nói. Thôi được. Biết nữ hài chắc chắn sẽ không chủ động, Trương Huyền cắn răng, lật bàn tay một cái, tộc trưởng lệnh xuất hiện ở trên không. Trương Huyền ta lấy thân phận Trương gia gia chủ tuyên bố, hủy hôn ước với Lạc gia tiểu công chúa. Là vấn đề bản thân ta, không xứng cưới nàng làm vợ, là ta phụ lòng nàng. Thanh âm vang vọng bốn phía, chấn không khí phát ra từng cơn nổ vang. Tiểu Thất, nghe được hắn nói, Lạc gia gia chủ siết chặt nắm đấm, Lạc Huyền Thanh cũng nhìn về phía Trương Huyền, giống như nhìn lấy thâm cừu đại hận. Tuy nói là hắn phụ lòng, nhưng mọi người có thể rõ ràng, lần này mặt mũi Lạc gia tổn hại, là ván đã đóng thuyền. Nhậm đường chủ, sự tình đã quyết định, mong danh sư đường có thể truyền tin tức này, một chữ không thiếu thông báo. Thu về tộc trưởng lệnh, Trương Huyền nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn,
ôm quyền nói. Muốn tin tức dùng tốc độ nhanh nhất thông báo thiên hạ, chỉ có thông qua danh sư đường. Được rồi. Nhậm Thanh Viễn gật đầu. Sự tình hai bên tình nguyện, nói không nên lời ai đúng ai sai. Thất Thất, bảo trọng. Làm xong những thứ này, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài trước mắt, cắn răng một cái, xoay người đi thẳng về phía trước. Tất cả trưởng lão Lạc gia muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Tĩnh Không Châu trên không, cuối cùng vẫn cố nén tức giận, ngừng lại. Lão sư, mới vừa đi mấy bước, thanh âm nữ hài vang lên lần nữa. Trương Huyền dừng lại, chậm rãi quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt Lạc Thất Thất tràn đầy mông lung mang theo trông đợi, tràn đầy yêu thương cùng không bỏ. Qua nửa ngày, thanh âm mới chậm rãi phun ra. Lão sư, về sau, ngươi sẽ còn dạy ta luyện đan chứ? Sẽ. Trương Huyền gật đầu. Ngươi muốn học lúc nào, ta đều sẽ dạy ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.